chương 4460, tiểu hàm hàm, đừng làm cho tiểu tử kia chạy, nhất định phải bắt sống. Không sai, xác định vững chắc không thể thả đi tiểu tử kia, bắt lấy tiểu tử kia, đem tiểu tử kia giao cho công tử xử lý. Xa xa chú đóng ở trên cổng thành mặt thần thánh quân đoàn tu sĩ quân phẫn nộ gầm hét lên. Từng cái một sát ý thao thiên, bọn họ chú đóng ở quảng trường cách đó không xa vị trí. Lâm Phong lại vẫn dám đến hủy diệt thần thánh thiên vương thần tượng mà còn nói ra thần thánh thiên vương làm chu lời như vậy hoàn toàn không có đem bọn họ những người này để vào mắt ý tứ a những người này tự nhiên vô cùng phẫn nộ rồi từng cái một sát ý thao thiên hận không thể đem lâm phong cho phanh thây xé xác cho nên chú đóng ở trên cổng thành mặt thần thánh quân đoàn tu sĩ nhao nhao hướng phía quảng trường phương hướng bay đi muốn bắt lấy lâm phong lâm phong thần sắc hờ hứng quét những người kia liếc một cái lập tức hắn hướng phía xa xa đi đến lâm phong trong chớp mắt liền biến mất ở trong bóng tối mà hắn sau khi rời khỏi những cái kia thủ hộ thần như thần thánh quân đoàn tu sĩ cả đám đều có quắp ngồi trên mặt đất bởi vì bọn họ biết lần này thần thánh thiên vương thần tượng bị hủy diệt bọn họ phạm vào thất trách tội bọn họ nhất định không có cái gì kết cục tốt tuy nói lần này sự tình cùng quan hệ của bọn hắn cũng không lớn rốt cuộc xuất thủ người thật sự là quá đáng sợ căn bản không phải bọn họ những người này có thể chống lại thế nhưng là thần diễm thánh tuyệt đối sẽ không nghe giải thích của bọn hắn cho nên những tu sĩ này liếc nhau một cái bọn họ nghĩ tới chạy trốn chạy trốn cũng chết không trốn cũng chết đã như vậy lời vậy không bằng chạy trốn a nói không chừng có thể chạy đi đâu này đợi đến chạy trốn sau khi ra ngoài ẩn tính vùi tên như cũ có thể sống được 10 phần tiêu sái tự tại đáng tiếc duy nhất chính là vô pháp dừng lại ở thần thánh trong quân đoàn dừng lại ở thần thánh trong quân đoàn đi đến ở đâu đều cao cao tại thượng bất quá có thể giữ được tánh mạng đã xem như cực kỳ may mắn sự tình trên cổng thành tu sĩ quân rất nhanh đuổi theo thế nhưng bọn họ không thể đủ tìm đến lâm phong lâm phong đã sớm đã ly khai hắn tận lực đã ẩn tàng chính mình bản tôn người khác muốn tìm được hắn nói dễ vậy sao lâm phong trở lại chỗ ở thời điểm bên ngoài đã triệt để lộn xộn thần thánh thiên vương thần tượng vừa mới kiến tạo tốt liền có người đem thần thánh thiên vương thần tượng phá hủy đây cũng không phải là một chuyện nhỏ a à. đây không phải đang gây hấn với thần thánh thiên vương sao. Rất nhanh thần Diễm Thánh liền đã biết chuyện này, thần Diễm Thánh lúc này nổi giận, sát ý của hắn thao thiên thông thường, thậm chí có người dám hủy diệt hắn tổ phụ thần thánh thiên vương thần tượng, đây là hướng thần thánh quân đoàn khai chiến A. Thần Diễm Thánh mệnh lệnh đại quân phong tỏa thần quân thành, sau đó tra rõ động thủ người, báo công tử, nguyên bản thủ hộ thiên vương thần tượng hộ vệ tất cả trốn chạy, thế nhưng hiện tại bọn họ đã bị bắt trở lại, không biết nên xử trí như thế nào bọn họ. Một gã hộ vệ đi đến, hướng thần diễm thánh bẩm báo nói. Phanh thây xé xác, thần diễm thánh thần sắc băng lãnh nói, hắn luôn luôn đều là một tên hạng người lòng dạ độc ác. Giết người không chấp mắt, tuy thần diễm thánh cũng biết, những hộ vệ kia xác định ngăn cản không nổi xuất thủ người. Nhưng đây cũng như thế nào, thần diễm thánh rất phẫn nộ, hắn rất muốn giết người, mà những hộ vệ kia, chỉ có thể trách chính bọn họ không may, Lâm Phong không biết những hộ vệ kia bị thần diễm thánh xử tử tin tức. Mặc dù biết, hắn cũng sẽ không vì những người kia cảm giác được tiếc hận. Những người kia đều là đáng chết người, bởi vì cái gọi là đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Chính là cái này đạo lý, những người kia hết sức đáng hận, những người kia đều đáng chết. Cho nên, bọn họ chết rồi, thế gian thiếu đi mười mấy cái hai tay dính đầy người vô tội máu tươi đau phủ. Thật sự là hả hê lòng người A, Lâm Phong tới đến cửa viện, đang muốn tiến vào trong đó, bỗng nhiên, Lâm Phong tâm thần hơi hơi dùng mình, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ nguy hiểm khí tức đánh úp lại. Bổ Thiên thuật, Lâm Phong không chút nghĩ ngợi, lập tức thi triển ra Bổ Thiên thuật, hắn từ chỗ cô biến mất không thấy bóng dáng, Lâm Phong biến mất trong chớp mắt, một chuôi hàn kiếm đâm rách hư không, từ Lâm Phong bắt đầu lấy địa phương ám sát quá khứ. Đón lấy, một cô gái hiện ra, cô gái này không phải người khác, chính là Hứa Ý Hàm hứa ý hàm không thể đủ đánh lén thành công hiển lộ so sánh ảo não lâm phong nói tiểu hàm hàm ngươi làm cái gì vậy muốn mưu sát thân phu sao ta muốn đem ngươi băm thành thịt vụn hứa ý hàm hung dữ nhìn về phía lâm phong lâm phong nói tiểu hàm hàm nụ hôn đầu của ta cũng bị ngươi đã đoạt đi ngươi lại đối với ta như vậy ngươi tại sao có thể nhẫn tâm như vậy đâu này không đề cập tới chuyện này khá tốt một chút lâm phong nhắc tới chuyện này hứa ý hàm nhất thời liền nổ thông thường Nàng nổi giận đùng đùng nói, người khốn kiếp, lớn hỗn đản, hôm nay có người không có ta, có ta đối với ngươi. Tiếng nói rơi xuống, hứa ý hàm cũng đã vọt tới. Hứa ý hàm vốn là xinh đẹp, hiện giờ cầm trong tay bảo kiếm đánh tới. Thật giống như một tên tiên tử cầm kiếm đánh tới đồng dạng. Hứa ý hàm một kiếm này kỳ thật rất đáng sợ, nàng vận dụng một môn kiếm đạo thần thông, cái này kiếm đạo thần thông gọi là phi tiên cử kiếm. Bởi vì cái gọi là người như tiên tử vũ chín tầng trời, một kiếm tây tới chém tiên ma, cửu kiếm suốt liên tục sơn hà động, một người một kiếm phá chín tầng trời. Cảm nhận được hứa ý hàm này khủng bố một kiếm, Lâm Phong trên mặt cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc vô cùng biểu tình. Bởi vì, hứa ý hàm một kiếm này uy lực thật sự là cường đại. Lâm Phong cảm giác hiện giờ hứa ý hàm hẳn là đã đột phá đến tán tiên cảnh giới. Nàng bản thân lại là thiên tri kiều nữ, thiên phú cường đại, cộng thêm nàng thi triển ra tới cường đại kiếm đạo thần thông cho nên hứa ý hàm một kiếm này, xác thực hết sức khủng bố, chỉ là muốn dựa theo một kiếm này chu sát Lâm Phong, còn không quá sự thật, đối mặt với này khủng bố một kiếm công kích, Lâm Phong nhảy lên mà ra, cả người hắn biến thành một đạo tuyệt thế vô cùng kiếm mang. Lâm Phong thì triển ra tới người từ trên trời, một kiếm có thể chảm tiên cái này thần thông đối kháng hứa ý hàm công kích. Khanh, hai bên nhất thời đụng đụng vào nhau, hứa ý hàm bị Lâm Phong biến thành kiếm khí trong chớp mắt chấn bay ra ngoài mà lâm phong biến thành kiếm khí thì là bay đến hứa ý hàm bên người đón lấy biến thành bản tôn lâm phong đánh ra từng đạo phù văn phong ấn hứa ý hàm sau đó một bả ôm hứa ý hàm eo ngươi 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 hứa ý hàm bị lâm phong ôm về sau sợ tới mức khuôn mặt trắng xám nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình toàn lực xuất thủ tình huống vậy mà dễ dàng như thế liền bị thua bị thua ngược lại cũng không có cái gì đánh không lại lâm phong chính mình chạy trốn chính là thế nhưng là lâm phong liền cơ hội chạy trốn cũng không có lưu cho chính mình điều này làm cho hứa ý hàm khóc không ra nước mắt hứa ý hàm kinh khủng nhìn về phía lâm phong nàng cỡ nào hy vọng lâm phong có thể mở một mặt lưới thả nàng thế nhưng thấy được lâm phong cặp mắt kia đang một cái lực đánh giá chính mình uyển chuyển thân thể mềm mại hứa ý hàm liền sợ hãi tên hỗn đản này sẽ không muốn muốn đối với mình làm ra cái gì không bằng cầm thú cử động a bị hứa ý hàm đánh lén kỳ thật lâm phong là có chút tức giận tuy không có khả năng thật sự đối với hứa ý hàm làm ra loại kia cầm thú cử chỉ, thế nhưng Lâm Phong cảm thấy, chính mình cần phải giáo huấn một cái hứa ý hàm, Lâm Phong đang định đem hứa ý hàm khiêng quay về trong sân thời điểm. Bỗng nhiên, Lâm Phong phát hiện, cách đó không xa, vậy mà xuất hiện một người, hắn thậm chí không biết đối phương là lúc nào xuất hiện, điều này làm cho Lâm Phong tâm thần hơi hơi dùng mình. Trường 4461, tội huyết thạch. Mộc nhã thi, Lâm Phong giật mình, bởi vì hắn thấy rõ ràng người kia bộ dáng dĩ nhiên là Mộc Nhã Thi, nàng là thiên nữ cung thánh nữ, cũng là hứa ý hàm sư tỷ. Tu vi của nàng tại thiên nữ cung một đời tuổi trẻ bên trong tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại. Nàng rất thần bí, rất cường đại, nàng rất ít xuất thủ, nhưng tất cả mọi người biết nữ nhân này đến cùng đáng sợ cỡ nào. Hơn nữa Mộc Nhã Thi hay là bất tử giới sắp xếp tên top 10 tuyệt đại giai nhân. Có lẽ có một chút nữ nhân dung mạo mặt trên không thua tại Mộc Nhã Thi. Thế nhưng, tại khí chất mặt trên, là tuyệt đối không có cách nào cùng Mộc Nhã Thi đánh đồng. Mộc Nhã Thi khí chất làm cho người ta vừa thấy khó quên. Nguyên bản Lâm Phong không có nhìn thấy Mộc Nhã Thi, cho nên hắn cho rằng Mộc Nhã Thi không cùng Hứa Ý Hàm đám người ở một chỗ nha. Nếu là Mộc Nhã Thi cũng ở lời, nhất định sẽ ước thúc Hứa Ý Hàm kia cho được Hứa Ý Hàm hồ đồ. Sư tỷ cứu ta a! Tên hỗn đản này khi dễ ta. Thấy được Mộc Nhã Thi về sau Hứa Ý Hàm lực lượng lại đủ lên, nàng cao giọng kêu la nàng cùng mộc nhã thi quan hệ vô cùng tốt cũng biết mộc nhã thi tu vi đến cùng cỡ nào cường đại hiện tại hứa ý hàm thậm chí đang suy nghĩ đợi tí nữa tất nhiên muốn sư tỷ xuất thủ sau đó hung hăng thu thập lâm phong một hồi bằng không mà nói có thể nào một tiết mối hận trong lòng đâu này lâm công tử ý hàm có phải hay không lại đắc tội ngươi rồi mộc nhã thi nhìn về phía lâm phong hỏi lâm phong cười cười nói ta đang cùng tiểu hàm hàm đùa cợt ha ha Lâm Phong lập tức cười khan hai tiếng, sau đó đem hứa ý hàm cấm chế giải trừ. Hứa ý hàm nhanh chóng hướng phía mục nhã thi lao đi. Sư tỷ, người trở lại quá kịp thời, nếu là chậm thêm một bước, ta sẽ bị này ác tặc làm nhục. Hứa ý hàm bắt đầu lên án Lâm Phong việc ác tới. Sau đó nàng nói, sư tỷ, người giúp ta giáo huấn một cái tên hỗn đản này, nếu không giáo huấn hắn, hắn thực cho rằng chúng ta thiên nữ cung người là dễ khi dễ. Tiểu hàm hàm, Ngươi tại sao có thể đổi trắng thay đen nói ta nói bậy đâu này? Rõ ràng là ngươi trốn núp trong bóng tối đánh lén ta, nếu không phải ta cơ cảnh lời, cũng sớm đã chết ở ngươi vừa mới một kiếm kia chi dưới." Lâm Phong bĩu môi nói, Hứa Ý Hàm xạo xạo nói, "Ai đánh lén ngươi rồi? Ta là chính đại quang minh đối phó ngươi, ngươi cái này thối vô lại, nếu là có có thể nói, bản đại tiểu thư không ngại trực tiếp chém chết ngươi." Lâm Phong một hồi không lời, Hứa Ý Hàm người giải chính là thật xinh đẹp, nhưng tính cách này cũng là thật sự cọp cái, Mộc Nhã thi nói, chuyện này vốn chính là hiểu lầm, ta thay sư muội hướng Lâm công tử bồi thường cái không phải, hy vọng Lâm công tử có thể khoan dung nàng lần này, ngày sau ta tất nhiên hảo hảo ước thúc nàng. Nghe được Mộc Nhã thi lời nói này về sau Hứa Ý Hàm tự nhiên 10 phần không phục. Rõ ràng là nụ hôn đầu của mình bị hỗn đản này cho đã đoạt đi, chính mình tìm đến hắn báo thù rửa hận có sai sao? Hiện tại ngược lại là mình không phải là. Hứa Ý Hàm chu trắng nón cặp môi đỏ mọng một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Nàng lửa giận trong lòng diễm hừng hực thiêu đốt lên, chỉ là lửa giận của nàng không dám hướng phía mộc nhã thi phát. Cho nên, hứa ý hàm chỉ có thể đối với Lâm Phong trợn mắt nhìn. Bây giờ hứa ý hàm, hận không thể trực tiếp đem Lâm Phong cho tháo thành tám khối. Lâm Phong nói, kỳ thật chuyện này ta cũng có sai, không nên trách cứ ý hàm. Hôm nay ta cùng với ý hàm phát sinh một chút hiểu lầm, ý hàm mới đến tìm phiền phức của ta hứa ý hàm kinh ngạc nhìn về phía lâm phong nàng vốn cho là lâm phong sẽ vui sướng trên nỗi đau của người khác một phen nhưng ai từng muốn đến lâm phong cũng không có làm như vậy ngược lại vì nàng giải vây bất quá hứa ý hàm rất nhanh liền cười lạnh ngươi cho rằng như vậy ta là có thể tha thứ ngươi rồi sao không có cửa đâu một nhã thi nói lâm công tử rộng lượng nhã thi bội phục dừng một chút một nhã thi tiếp tục nói không ngờ tới lại ở chỗ này đụng phải lâm công tử không biết lâm công tử tới tội vực vì chuyện gì Mộc Nhã thi rất biết nói chuyện, nàng thuận lợi đem chủ đề dẫn tới địa phương khác, Hứa Ý Hàm cũng không khỏi dựng thẳng tai lắng nghe lên. Bởi vì, nàng ngược lại là biết một sự tình, ban đầu ở Thánh Linh Thành bên trong, Lâm Phong cùng mập mạp bị truy nã. Về sau Lâm Phong biến mất vô tung, đợi đến lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới tội vực, cũng không biết trong chuyện này đến cùng phát sinh ít nhiều sự tình. Tội vực người bình thường cũng không muốn, cho nên Lâm Phong xuất hiện ở tội vực để cho Hứa Ý Hàm hết sức kỳ quái. Lâm Phong nói, nghĩ đến nhìn xem tội vực núi sông là dạng gì. Hứa ý hàm bĩu môi, thật đúng là một cái sứt sẹo lý do. Hiển nhiên hứa ý hàm biết Lâm Phong không có nói thật. Mộc Nhã Thi cũng biết này một chút, xem ra Lâm Phong không muốn đem mục đích của chuyến này nói ra. Mộc Nhã Thi cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, nàng nói, sau thiên thời điểm, có người sẽ lấy ra tới tội huyết thạch chào hàng, Lâm Công Tử có hay không có hứng thú nhìn xem. Tội huyết thạch là cái gì? Lâm Phong nghi ngờ hỏi mộc nhã thi nói một loại đặc thù tiên thạch nhưng lại hấp thu tội huyết máu tươi tinh hoa sau đó biến thành tội huyết thạch đây là tội vực chỉ có tiên thạch giá trị rất cao nghe được mộc nhã thi giải thích lâm phong sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm tội vực bên trong đã chết vô số tội huyết hậu nhân cũng khó trách duy chỉ có tội vực bên trong có thể đản sinh ra tội huyết thạch những địa phương khác xác thực rất khó có tội vực điều kiện như vậy điều này làm cho lâm phong hết sức phẫn nộ thiên đình đáng hận nếu không phải thiên đình, tại sao có thể có nhiều người như vậy chết thảm đâu này. Tốt, đến lúc sau ta cùng với tiên tử cùng nhau đi tới. Lâm Phong nói, Mộc Nhã Thi gật gật đầu, lập tức hướng Lâm Phong cáo từ. Mà hứa ý hàm thì là đối với Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó hung giữ chừng Lâm Phong liếc một cái, rồi mới quay người cùng Mộc Nhã Thi hướng phía chỗ ở đi đến. Cô nàng này nhi, thật đúng là, Lâm Phong trợn trắng mắt, cuối cùng hắn tìm được một cái từ ngữ để hình dung hứa ý hàm, điêu ngoa bên trong mang theo khả ái. Lâm Phong cũng chưa từng ở bên ngoài dừng lại, hắn tùy theo cũng trở lại chỗ ở, mà giờ này khắc này, thần quân thành bên trong cũng không bình tĩnh. Bởi vì thần thánh thiên vương thần tượng vừa mới bị đứng lên đệ nhất thiên đã bị người chém tới đầu lâu. Hơn nữa, người kia tuyên bố thần thánh thiên vương làm chu, thật sự là đại nghịch bất đạo một phen lời A, à, thần diễm thánh với tư cách là thần thánh thiên vương tôn tử. Đã triệt để nổ lên, mạng của hắn làm thần thánh quân đoàn tu sĩ, từng nhà lục soát, bất kỳ người khả nghi cũng không có thể buông tha. Thần quân thành cũng bị khiến cho tiếng oán than dậy đất. Thứ hai thiên thời điểm, thậm chí có thần thánh quân đoàn tu sĩ đi tới lâm phong cư trú trong khách sạn tìm kiếm người khả nghi. Bất quá, bị khách điếm lão bản dùng tiên thạch đuổi đi, cao như vậy đương khách điếm, khách điếm lão bản thân phận cũng rất không phàm trần. Những tu sĩ kia quân được chỗ tốt về sau, tự nhiên sẽ không đắc tội khách điếm lão bản, thần thánh quân đoàn tu sĩ bắt một chút người khả nghi, nhưng bọn họ cũng chỉ là tốn công vô ích mà thôi, thẩm tra một phen về sau phát hiện những người kia căn bản không có vấn đề. Đầu sỏ gây nên lâm phong, giờ này khắc này thì là cùng một nhã thi, hứa ý hàm hai đại mỹ nữ ngồi trên thú xe, một chỗ hướng phía giao dịch hội tổ chức thiên thánh các bước đi. Trường 4462, chân Long tội huyết thạch. Thú xe tại đường phố rộng rãi mặt trên đi tới. Mộc Nhã Thi ngồi ở thú xe cửa đối diện chủ tọa mặt trên. Lâm Phong ngồi ở phía bên phải vị trí, mà hứa ý hàm thì là ngồi ở bên trái vị trí. Lâm Phong ngẩng đầu là có thể thấy được hứa ý hàm. Mà hứa ý hàm ngẩng đầu cũng có thể thấy được Lâm Phong. Đương nhiên hứa ý hàm đối với Lâm Phong không có cái gì sắc mặt tốt nhìn. Thỉnh thoảng hung giữ chừng Lâm Phong liếc một cái, ánh mắt kia, thật đúng là đầy đủ sắc bén. Trên đường đi Lâm Phong có một câu không có một câu cùng mộc nhã thi trò chuyện. Sau nửa canh giờ, bọn họ đạt tới tổ chức giao dịch hội thiên thánh các. Thiên Thánh Các là một chỗ quy cách cực cao tụ hội nơi, nghe nói là một chỗ tư nhân tụ hội nơi. Có rất sâu bối cảnh, lần này có không ít cường giả đến nơi, cũng là vì tội huyết thạch mà đến. Tội huyết thạch rất phi phàm, những cái kia tội huyết huyết mạch cùng tiên thạch hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Sau đó, hình thành một loại hết sức đặc thù năng lượng. Đương nhiên, mỗi một chủng tội huyết thạch đều là không đồng dạng như vậy. Hiệu quả cũng hoàn toàn không đồng nhất. Lâm Phong ba người đến nơi về sau, có tỷ nữ mang theo bọn họ đi đến trong phòng khách. Đợi đến ba người bọn họ đến phòng khách về sau, nơi này đã ngồi lên 40-50 tên tu sĩ. Những người kia, khí thức đều hết sức cường đại, tu vi hiển nhiên là cực cao. Rất nhiều người đều là nhận được tin tức về sau từ cái khác vực chạy tới tu sĩ. Mộc nhã thì đến, đưa tới không ít người chú ý, như vậy tuyệt đại giai nhân. Vô luận đi đến chỗ nào, đều biết làm cho người nhìn chăm chú. Cũng có ánh mắt của người nhìn về phía hứa ý hàm. An tĩnh xuống thời điểm nàng đồng dạng hết sức xinh đẹp đón lấy ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía Lâm Phong không ít trong lòng người lẩm bẩm tiểu tử này là ai vậy mà cùng hai đại mỹ nữ cùng lúc xuất hiện ngồi hưởng tề nhân chi phúc sao thật đúng là làm cho người ta hâm mộ ghen ghét hận a à. Lâm Phong ba người tìm địa phương ngồi sau đó mọi người liền bắt đầu chờ đợi giao dịch hội bắt đầu lần lượt còn có người đến nơi không lâu sau về sau Thần Diễm Thánh xuất hiện. Thần Diễm Thánh xuất hiện đưa tới không nhỏ oanh động, với tư cách là thần thánh thiên vương tôn tử, thần Diễm Thánh thân phận hiển nhiên là có chút siêu phàm thoát tục. Mặc dù cấp cao nhất gia tộc đi ra tới cường giả, gặp được thần Diễm Thánh về sau, cũng sẽ hết sức khách khí. Rất nhiều người tiến lên cùng thần Diễm Thánh chào hỏi, nhưng thần Diễm Thánh cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, một bộ cao cao tại thượng dáng dấp. Hắn loại thái độ này, đưa tới một chút cường giả bất mãn. Rốt cuộc, những cái kia cường giả thân phận cũng cao cao tại thượng, chủ động cùng thần diễm thánh chào hỏi nhưng thần diễm thánh hay là một bộ cao cao tại thượng giáng dấp không khỏi rất không phải nể tình thế nhưng những cái kia cường giả lại không có thật sự đối với thần diễm thánh nổi giận có lẽ bọn họ cũng không đem thần diễm thánh để vào mắt thế nhưng thần diễm thánh sau lưng tồn tại thế nhưng là thần thánh thiên vương về phần thần diễm thánh căn bản cũng không có đi suy đoán những người kia trong nội tâm đang suy nghĩ gì hơn nữa tại thần diễm thánh xem ra trước mắt những tu sĩ này không đáng kể chút nào. Rốt cuộc, thần thánh trong quân đoàn, chuẩn chân tiên cấp bậc cường giả, thần diễm thánh đều tiếp xúc qua rất nhiều lần. Thần diễm thánh phụ thân thần tông thiên cũng là chuẩn chân tiên cấp bậc cường giả, tổ phụ thần thánh thiên vương lại càng là chân tiên cấp bậc cường giả. Mà trước mắt những tu sĩ này, chuẩn chân tiên cấp bậc cường giả có hay không cũng không tốt nói. Thần diễm thánh tự nhiên là một bộ cao cao tại thượng tư thái. Thần diễm thánh ngồi xuống về sau lần lượt lại có người đến nơi này sau đó tìm địa phương ngồi xuống cuối cùng đại khái tới hai chừng trăm người bộ dáng bọn chúng đều là cao thủ nhiều như vậy cao thủ hội tụ cùng một chỗ mặc dù không có tận lực thả ra tới khí thức của mình thế nhưng nhiều cao thủ như vậy khí thức như cũ hình thành một loại đặc thù từ trường tại trong hư không loáng thoáng lại càng là ngưng tụ ra tới một đầu cự long hư ảnh đầu kia cự long chính là một đám cao thủ khí huyết ngưng tụ mà thành để cho chư vị đợi lâu mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ Thời điểm này một giọng nói truyền đến, sau đó, hơn 10 tên tu sĩ từ trong trong nội đường đi ra ngoài. Cầm đầu một người trung niên tu sĩ ôm quyền nói, hắn những lời này, tự nhiên cũng chỉ là khách khí. Trên mặt kia cười tủm tỉm biểu tình, nào có bất kỳ một chút xin lỗi ý tứ. Không ít người cũng nhao nhao ôm quyền đáp lại này tên tu sĩ. Bởi vì này tên tu sĩ thân phận thế nhưng là cực kỳ bất phàm. Hắn chính là thiên thánh các các chủ trường tôn vô địch. Danh tự nghe quả thật có điểm châu bò có thể hay không làm được vô địch cũng không biết, bất quá trường tôn vô địch thủ đoạn xác thực rất phi phàm. Nghe nói cùng không ít tuyệt đỉnh cao thủ quan hệ đều tương đối không sai. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, tin đồn trường tôn vô địch cùng một vị chân tiên cấp bậc cường giả có giao tình. Liền ngay cả thần diễm thánh xuất lĩnh đại quân đến đây thần quân thành trấn thủ thời điểm. Hắn phụ thân thần Tông Thiên cũng khuyên bảo thần diễm thánh, không muốn đi đắc tội trường tôn vô địch người này. Thần diễm thánh người này xác thực vô cùng cuồng vọng, cũng cực kỳ không coi ai ra gì, tâm ngoan thủ lạt. Thế nhưng gia hỏa này có một cái đặc điểm, đó chính là, hắn không dễ dàng đắc tội một chút nhân vật lợi hại. Nói trắng ra là chính là, thần diễm thánh gia hỏa này thích tìm quả hồng mềm bóp. Trường tôn vô địch kêu gọi bên cạnh hắn những tu sĩ kia ngồi xuống. Sau đó trường tôn vô địch nói, tội huyết thạch cũng không phải là ta trào hàng đồ vật, chính là ta vài bằng hữu ngẫu nhiên lấy được một đám tội huyết thạch, ta những người bạn này nắm ta trào hàng tội huyết thạch, cho nên ta liền đem tin tức tản ra ngoài hôm nay có thể thấy được chư vị đến nơi thật là vui mừng chắc hẳn mọi người cũng không muốn nghe ta ở chỗ này nói một trận nói nhảm tiếp xuống đến chúng ta trực tiếp tiến vào giao dịch khâu nói đến đây trường tôn vô địch nhìn về phía một tên lão già tên lão già kia là vừa vặn đi theo trường tôn vô địch cùng lúc xuất hiện ở chỗ này lão già hẳn phải là trường tôn vô địch chỗ nói bằng hữu a trường tôn vô địch nói nghiêm huynh tiếp xuống thời gian liền giao cho ngươi rồi Tên lão giả kia đứng dậy, ôm quyền, lập tức nói, chư vị, tại hạ nghiêm vô thuật, lần này tổng cộng mang đến năm khối tội huyết thạch. Những cái này tội huyết thạch công hiệu cũng là không đồng dạng như vậy. Tiếp xuống đến tại hạ muốn chào hàng khối thứ nhất tội huyết thạch gọi là long lực tội huyết thạch. Tiếng nói rơi xuống, nghiêm vô thuật phung tay lên. Trong nháy mắt, một tòa tội huyết thạch đã bay ra ngoài. Chỗ này tội huyết thạch có chừng một người cao, bầy biện ra gập gành mặt. Làm này khối tội huyết thạch được triệu hoán sau khi đi ra trong nháy mắt, huyết khí tràn ngập mà ra. Hơn nữa, mơ hồ trong đó, có từng trận tiếng long ngâm, từ tội huyết thạch bên trong truyền ra. Tin đồn này khối tội huyết thạch, dùng nhập chân long huyết mạch, nếu là luyện hóa này khối tội huyết thạch lời, chư vị thân thể, sẽ đạt được trên phạm vi lớn cải thiện, chư vị thân thể, thậm chí có thể hướng phía chân long thân thể tiến hóa, mọi người có thể suy nghĩ một chút, chân long thân thể, rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào thân thể. Nếu là chúng ta đem nhục thể của mình tu luyện đến chân long thân thể trình độ hoặc là tiếp cận chân long thân thể trình độ, chúng ta thân thể sẽ đáng sợ cỡ nào? Nghiêm vô thuật từ từ thiện dụ nói, chương 4463, bất tử tội huyết thạch. Tu luyện giả chủ tu pháp lực, phụ tu thân thể. Nhưng cũng không phải nói thân thể không trọng yếu, kỳ thật thân thể là cực kỳ trọng yếu, bởi vì cái gọi là tu hành giống như là khổ hải. Người thân thể là thuyền, linh hồn là bánh lái, thân thể cường đại, mới có thể cam đoan thuyền nhỏ tại trong bể khổ thuận lợi đi. Linh hồn cường đại mới có thể cam đoan thuyền nhỏ tại trong bể khổ tìm kiếm được chính xác hướng đi. Thân thể tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, đây là tu đạo cơ sở, cơ sở nếu là kém, tu vi đề thăng tự nhiên chậm. Mặc dù không phải là tất cả mọi người thích thân thể quyết đấu, nhưng kỳ thực trên mỗi người cũng biết, thân thể cường đại về sau, đạt được chỗ tốt là vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Cho nên mỗi một người tu sĩ cũng muốn để cho nhục thể của mình rất nhanh để thăng đi lên bất quá lâm phong đối với chân long tội huyết thạch không có cái gì hứng thú bởi vì lâm phong thân thể vượt qua chân long cho nên chân long tội huyết thạch đối với hắn mà nói quả thật chính là gân gà thế nhưng đối với người khác mà nói chân long tội huyết thạch có lực hấp dẫn cực lớn mọi người nhao nhao nhìn về phía nghiêm vô thuật có người hỏi các hạ cần gì nghiêm vô thuật nói một kiện đỉnh cấp tiên khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo nghe vậy không ít người nhíu mày phòng ngự pháp bảo vốn so sánh hiếm thấy mà đỉnh cấp tiên khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo giá trị quả thật vô pháp tưởng tượng thật sự có như vậy trí bảo người đoán chừng là cực nhỏ như vậy trí bảo ai cam lòng lấy ra tới cùng người trao đổi trừ phi thật sự đối với chân long tội huyết thạch có cực kỳ lớn hứng thú hoặc là trên người có hai kiện đỉnh cấp tiên khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo mới có thể lấy ra tới cùng đối phương trao đổi Trao đổi đồ vật giá trị không khỏi quá đắt đỏ một chút a. À. Một khối chân long tội huyết thạch không đạt được như vậy giá trị. Có người nhíu mày nói, đúng vậy a, à, có lẽ có thể đổi một chút những vật khác. Đón lấy có người nói nói, không ít người đồng ý quan điểm của bọn hắn, lấy đỉnh cấp tiên khí trao đổi chân long tội huyết thạch là rất nhiều người vô pháp làm được sự tình. Nghiêm vô thuật nói, chư vị, cho rằng giá trị cái giá này người, tự nhiên sẽ lựa chọn giao dịch. Cho rằng không đáng cái giá này người lão phu cũng sẽ không miễn cưỡng đối phương. Nghe được nghiêm vô thuật lời nói này về sau mọi người liền biết nghiêm vô thuật là tuyệt đối sẽ không đem giá cả hàng xuống. Dù cho giao dịch không đi ra đâu, đối phương đại khái có thể không giao dễ dàng. Thiên hạ to lớn, lại không chỉ là tội vực nơi này có thể giao dịch. Hắn thậm chí có thể đi càng thêm phồn hoa địa phương. Tốt, này chân long tội huyết thạch ta muốn. Một người tu sĩ nói, mọi người nhao nhao nhìn lại, phát hiện đây là một tên dáng người khôi ngô trung niên tu sĩ. Yêu tộc tu sĩ, không ít người nheo lại con mắt, kia tên trung niên tu sĩ trên người tản ra yêu khí, hiển nhiên là một tên yêu tộc cường giả. Yêu tộc tu sĩ nhiều tập trung ở cổ yêu vực, rất ít thấy bọn họ ra ngoài đi đi lại lại. Này tên yêu tộc tu sĩ vung tay lên, một kiện bảo bối đã bay ra ngoài, đây là một cái tấm chắn. Cái này tấm chắn tản ra một cỗ khiếp người khí tức. Tuyệt đối là một kiện phi phàm trí bảo, cái này tấm chắn gọi là tinh quang thuẫn, chính là lấy vòng trời tiên thạch chế tạo mà thành. Yêu tộc tu sĩ nói, lập tức đem tấm chắn giao cho này tên lão già. Nhiêm vô thuật nhận lấy tấm chắn, tỉ mỉ kiểm tra rồi một phen, sau đó gật gật đầu nói, không có vấn đề, chân long tội huyết thạch chính là các hạ rồi. Yêu tộc tu sĩ đem chân long tội huyết thạch thu vào. Nhiêm vô thuật thì là đem tấm chắn thu vào, lập tức hắn tiếp tục nói, kiện thứ hai tội huyết thạch chính là đại bằng tội huyết thạch. Này khối tội huyết thạch, dung nhập kim sĩ đại bằng thánh vương huyết mạch. Nếu là luyện hóa này khối tội huyết thạch lời, tốc độ cũng tìm được trên phạm vi lớn để thăng tiếng nói rơi xuống nghiêm vô thuật đã lấy ra khối thứ hai tội huyết thạch kim sĩ đại bằng thánh vương là mê hoặc tộc trong lịch sử cường đại nhất tồn tại một trong cũng là hiền hách có tên cường giả nhưng đồng dạng bị định nghĩa vì tội huyết các hạ cần hối đoái cái gì có người hỏi đối với này khối tội huyết thạch rất cảm thấy hứng thú ta muốn hối đoái một đạo tổ khí hỗn độn tổ khí huyền hoàng tổ khí nguyên thủy ma khí thủy tổ ma khí các loại hình tổ khí nghiêm vô thuật trả lời rất nhiều người không khỏi nhíu mày ở giữa thiên địa các loại tổ khí đều là kỷ nguyên đản sinh thời điểm hình thành mà bây giờ cũng đã là kỷ nguyên thời kỳ cuối muốn sẽ tìm đến những cái này tổ khí quả thật chính là khó như lên thiên đồng dạng sự tình này một chút tất cả mọi người cũng đều rõ ràng những cái này tổ khí hiệu quả là cực kỳ kinh người bất kể là tu luyện cũng hoặc là rèn đúc trí bảo lệ như lâm phong hỗn độn cổ đăng chính là lấy hỗn độn tổ khí vì tài liệu rèn đúc mà thành về sau lâm phong còn gia nhập một bộ phận huyền hoàng tổ khí cho nên hắn hỗn độn cổ đăng mới lợi hại như vậy theo lâm phong tu vi đề thăng hỗn độn cổ đăng đẳng cấp cũng càng ngày càng cao uy lực cũng càng ngày càng lớn mạnh hiện nay hỗn độn cổ đăng đã không sai biệt lắm đạt đến đỉnh phong đế binh tầng thứ hỗn độn cổ đăng bởi vì tài liệu chân quý cho nên thành kiên nhẫn là cực kỳ trí cao hiển nhiên đỉnh phong đế binh tầng thứ cũng không phải hỗn độn cổ đăng cuối cùng cảnh giới đột phá đến tiên khí cấp bậc cũng chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề về phần lâm phong mặt khác một kiện bổn mạng pháp bảo hỗn độn thạch hiện nay không sai biệt lắm cũng tương đương với đế chủ cấp bậc đế binh uy lực đồng dạng vô cùng khủng bố lâm phong không biết nghiêm vô thuật người này muốn những cái kia tổ khí làm gì bất quá nếu là thật sự dùng kim sĩ đại bằng thánh vương tội huyết thạch tới hối đoái một đạo tổ khí kỳ thật cái này sinh ý là tương đối có lợi nhất rất nhiều người đều là hai mặt nhìn nhau biểu tình không ít người lông mày chặt chẽ nhân lại với nhau bởi vì nghiêm vô thuật gia hỏa này muốn hối đoái đồ vật một kiện so với một kiện kỳ lạ muốn lấy ra tới nghiêm vô thuật cần đồ vật thật sự là quá khó khăn hẳn là lần này đến đây chỉ là đến xem náo nhiệt hay sao nghĩ tới đây không ít người có cảm giác hết sức phiền muộn bọn họ cũng không muốn làm một cái quần chúng nhưng làm gì được xác thực bất lực ta tới cùng các hạ hối đoái một tên ăn mặc váy dài mỹ phụ nói nàng lấy ra một cái bình xứ sau đó nói bên trong phòng ấn lấy một đạo thiên địa tổ khí phi thiên địa bổn nguyên ngưng tụ mà thành nghiêm vô thuật tiếp nhận bình xứ xem xét một phen về sau trên mặt lộ ra một tiên nụ cười hắn nói này khối tội huyết thạch là tiên tử rồi kia tên mỹ phụ gật gật đầu lập tức đem tội huyết thạch thu vào nghiêm vô thuật nói tiếp thứ ba khối tội huyết thạch gọi là bất tử tội huyết thạch nghe nói cùng kia cái không thể đề cập gia tộc có quan hệ nghe được nghiêm vô thuật lời nói này về sau không ít người sắc mặt không khỏi hơi đổi. Bất tử tội huyết thạch, bất tử, bất tử, kia cái không thể đề cập gia tộc, chẳng lẽ là nghe đồn rằng bất tử gia tộc hay sao? Rất nhiều người trong lòng có đáp án, thế nhưng mọi người cũng không có đem gia tộc kia nói ra. Bất tử gia tộc là một cấm kỵ, thế nhưng, rất nhiều người không khỏi 10 phần nghi hoặc, nếu là thật sự cùng bất tử gia tộc có quan hệ. Bất tử gia tộc, khi nào biến thành tội huyết, ai dám đem bất tử gia tộc, định tội vì tội huyết gia tộc? chương 4464, bất tử gia tộc Bí Văn. Bất tử gia tộc, đây là một cái cấm kỵ. Bất tử gia tộc sở dĩ là cấm kỵ là có nguyên nhân. Tin đồn năm đó bất tử giới, chính là bất tử bảy thánh chế tạo ra một tòa thế giới. Bất tử bảy thánh là người thế nào? Này bất tử bảy thánh lai lịch liền quá lớn. Bất tử bảy thánh, chính là là bất tử gia tộc bảy vị lão tổ. Có thể mấu chốt là, tại bất tử bảy thánh lúc trước, bất tử gia tộc đã tồn tại ở ở giữa thiên địa. Cho nên nói, bất tử gia tộc rất có thể là vượt qua kỷ nguyên chủng tộc. Nói chung, vượt qua kỷ nguyên chủng tộc, thực lực của bọn hắn sẽ không ngừng suy yếu. Kỷ nguyên sơ kỳ tối cường, theo thời gian chuyển rời, chiến lược càng ngày càng yếu. Cho nên vượt qua kỷ nguyên những cái này sinh linh sẽ nhớ biện pháp ngăn cản này một cái kỷ nguyên sinh linh trở nên cường đại lên. Bởi vì này một cái kỷ nguyên sinh linh trở nên càng cường đại, lực lượng của bọn hắn sẽ suy yếu càng lợi hại. Thế nhưng những cái này vượt qua kỳ nguyên sinh linh hoặc là trong chủng tộc, có một bộ phận tồn tại. Bọn họ nghịch chuyển thiên mệnh, này bộ phận tồn tại, tu vi của bọn hắn sẽ không theo lấy kỷ nguyên trôi qua mà yếu bớt. Này một bộ phận tồn tại tự nhiên là cực kỳ hiếm thấy. Mà tin đồn, bất tử gia tộc, chính là như vậy một cái gia tộc. Mà như vậy gia tộc, thường thường đều là cao cao tại thượng gia tộc. Bọn họ cùng còn lại mấy cái bên kia vượt qua kỷ nguyên chủng tộc không đồng nhất. Cái khác vượt qua kỷ nguyên chủng tộc, vì phòng ngừa chính mình suy yếu, bọn họ không ngừng đổ sát cái này kỷ nguyên sinh linh. Thế nhưng, nghịch truyền thiên mệnh những chủng tộc kia không có thể làm như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể phong đạm vân khinh xem cuộc vui. Bọn họ thuộc về bàng quan tồn tại, bất tử bảy thánh tại bất tử gia tộc khắp dài trong lịch sử địa vị tại sao lại như thế cao đâu này. Nguyên nhân chính là, bất tử gia tộc chỉ sở dĩ có thể trở thành nghịch truyền thiên mệnh chủng tộc. Chính là bất tử bảy thánh công lao, cho nên địa vị của bọn hắn là siêu phàm thoát tục địa vị của bọn hắn tại bất tử gia tộc tộc nhân trong mắt vượt qua bất kỳ tổ tiên tuy bất tử bảy thánh không là bất tử gia tộc sớm nhất xuất hiện tộc cũng không là bất tử gia tộc người sáng lập nhưng đây cũng như thế nào bọn họ lại là bất tử gia tộc tôn sùng nhất người bất tử giới sở dĩ gọi là bất tử giới nghe nói chính là từ bất tử gia tộc bốn chữ bên trong lấy trước hai chữ mệnh tên một cái thế giới dài rằng giặc trong năm tháng bất tử giới đại khái đã trải qua dĩ hạ mấy cái quá trình cái thứ nhất quá trình cũng chính là bất tử bảy thánh sáng tạo ra tới bất tử giới về sau, bất tử gia tộc thống trị bất tử giới này một cái quá trình. Nhưng về sau, bất tử gia tộc hạch tâm nhân viên đều rời đi bất tử giới. Tiếp xuống đến chính là cái thứ hai giai đoạn, chư hầu cắt cứ giai đoạn. Bởi vì bất tử gia tộc rời đi bất tử giới, cho nên bất tử giới biến thành vô chủ thế giới. Với tư cách là chư thiên vạn giới một người duy nhất chuẩn trí cao vị diện đại thế giới. Bất tử giới tự nhiên bị vô số thế lực nhìn xem lấy, tại tiếp xuống đến dài rằng giặc trong năm tháng, bất tử giới bên trong xuất hiện rất nhiều thế lực lớn trước sau thống trị bất tử giới. Thế nhưng những cái này thế lực lớn cũng không có có thể làm được chân chính trên ý nghĩa thống nhất bất tử giới. Thẳng đến yêu hoàng quá một cùng yêu đế đế tuấn xuất thế. Hai người bọn họ liên thủ, xuất lĩnh yêu quân, thống nhất bất tử giới. Mà yêu hoàng quá một cùng yêu đế đế tuấn thống trị bất tử giới giai đoạn này, chính là bất tử giới giai đoạn thứ ba. Bất tử giới tại giai đoạn này, thuộc về yêu tộc thống trị giai đoạn. Yêu hoàng quá một vẫn lạc, yêu đế đế quân chuyên quyền, sau đó biến thành bạo quân, còn có cùng vu tộc ân oán Đã dẫn phát vu yêu cuộc chiến, vu yêu cuộc chiến sau, yêu tộc mất đi đối với thiên đình trưởng khống quyền, thiên nhân tộc, thiên nhân tộc thì là thừa cơ mà vào. vu tộc thì là thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu, đoán chừng là trốn ở một chỗ không biết địa phương nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Từ nay về sau, thiên đình đổi chủ, vị thứ nhất thiên đế đản sinh truyền thừa đến bây giờ, bất tử giới trước sau xuất hiện 9 vị thiên đế, có thể mặc dù một mực thịnh truyền bất tử gia tộc đã sớm rời đi bất tử giới, thế nhưng, vẫn không có người dám tùy ý đề cập bất tử gia tộc. Đó là một cái cấm kỵ gia tộc, một cái cường đại đến vô pháp tưởng tượng gia tộc. Gia tộc này hết thảy, đều hiển lộ như thế thần bí, như thế cường đại, làm cho người ta không thể chạm đến. Nhưng hiện giờ, nghiêm vô thuật lấy ra tội huyết thạch, vậy mà gọi là bất tử tội huyết thạch. Này bất tử tội huyết thạch, sẽ là bất tử gia tộc tu sĩ chết đi về sau, máu tươi dung nhập tiên thạch bên trong hành trình tội huyết thạch sao. Nhiêm vô thuật nói, bất kỳ một cái nào đỉnh cấp thế lực, đều có phản đồ, đều có bị khu trục người. Cái kia cấm kỵ gia tộc tự nhiên không phải là tội huyết gia tộc. Thế nhưng kia cái cấm kỵ gia tộc phản đồ, kia cái cấm kỵ gia tộc bị khu trục người, bọn họ lại là tội huyết. Nghe được nhiêm vô thuật lần này giải thích về sau mọi người cuối cùng minh bạch bất tử tội huyết thạch lai lịch. Nguyên lai like cũng không phải là đến từ chính bất tử gia tộc mà là tới từ ở những cái kia phản đồ, hoặc là những cái kia bị khu trục người huyết mạch. Những cái kia phản đồ, những cái kia bị khu trục người lại bị định tội vì tội huyết. Hẳn là, bất tử gia tộc chủ mạch, có tư cách, đem gia tộc khác, thế lực khác hoặc là cái khác huyết mạch, định vì tội huyết sao? Lâm Phong cảm giác, có lẽ thật sự có khả năng này. Nghiêm vô thuật tiếp tục nói, loại này huyết mạch đáng sợ nhất phương tiện là bất tử bất diệt, Tin đồn cái này cấm kỵ gia tộc huyết mạch tu luyện tới cực hạn đỉnh phong xác thực có thể bất tử bất diệt. Một nếu là chưa vị luyện hóa bất tử tội huyết thạch. Vận khí tốt lời, huyết mạch của các người bên trong, nói không chừng cũng sẽ đản sinh ra tới một bộ phận bất tử huyết mạch. Như thành công, mọi người có thể chậm rãi để cho những cái kia huyết mạch trở nên tăng cường, đến lúc sau, đã có thể nghịch thiên. Nghe được nhiêm vô thuật lời nói này về sau rất nhiều người con mắt cũng không khỏi đột nhiên sáng sủa lại. Nghiêm vô thuật lời nói này, làm cho ở đây tất cả mọi người không khỏi có chút kích động lên lâm phong hít sâu một hơi hắn đồng dạng hết sức kích động bất tử tội huyết thạch hắn nhất định phải đạt được bởi vì lâm phong cảm thấy bất tử tội huyết thạch có lẽ có thể làm cho hắn huyết mạch lấy được tiến hóa nếu không phải chết huyết mạch lần nữa tiến hóa như vậy lâm phong bất tử huyết mạch sắp sửa tiến hành đệ tứ trọng đã thức tỉnh lần đầu tiên thức tỉnh lâm phong nắm giữ tử vong cửu bộ cái này nghịch thiên thủ đoạn lần thứ hai thức tỉnh đã thức tỉnh tổ tiên ngủ say tại huyết mạch bên trong bộ phận lực lượng, tại trong đan điền, những lực lượng kia hình thành một tôn màu vàng tiểu nhân, cùng màu vàng tiểu nhân câu thông, tiêu hao pháp lực, có thể điều động màu vàng tiểu nhân lực lượng đối địch, chiến lực trên phạm vi lớn tăng vọt. Lần thứ ba thức tỉnh, Lâm Phong thì là đã thức tỉnh niết bàn trọng sinh năng lực. Tuy loại năng lực này thành công xác suất không phải là đặc biệt cao. Bất quá theo tu vi cảnh giới không ngừng đề thăng, niết bàn trọng sinh tỷ lệ tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn đề thăng đi lên. Lâm Phong một mực chờ mong nếu là tiếp tục thức tỉnh bất tử huyết mạch sẽ được cái gì năng lực. Hắn một mực tại cùng chờ đợi cơ hội, mà hiện nay, Lâm Phong rốt cuộc thấy được hy vọng. Các hạ muốn dùng bất tử tội huyết thạch hối đoái vật gì? Một người tu sĩ không thể chờ đợi được mà hỏi. Chương 4465, đấu giá. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Nghiêm vô thuật, tất cả mọi người muốn biết Nghiêm vô thuật đến cùng muốn dùng bất tử tội huyết thạch hối đoái vật gì. Đương nhiên, mọi người cũng biết bất tử tội huyết thạch để cho mọi người trong cơ thể đản sinh bất tử huyết mạch xác suất kỳ thật cũng không lớn. Thế nhưng, này dù sao cũng là một hy vọng, cho nên, mọi người muốn thử một cái. Vô pháp đản sinh bất tử huyết mạch cũng không có cái gì, nếu là có thể đản sinh bất tử huyết mạch đâu này. Lấy được chỗ tốt, sẽ là vô pháp tưởng tượng. Lão Phu cần tiên kinh, nếu người nào có thể lấy ra tới tiên kinh cùng Lão Phu hối đoái lời, như vậy Lão Phu liền có thể đem bất tử tội huyết thạch giao cho hắn. Nghiêm vô thuật nói. Nghe tới Nghiêm vô thuật lời nói này về Sau Lâm Phong cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Lão già này, thật đúng là công phu sư tử ngoạc, bất tử tội huyết thạch vật như vậy tuy chân quý, nhưng rốt cuộc để cho tu sĩ trong cơ thể sản sinh bất tử huyết mạch xác suất là cực thấp. Chủ yếu là bởi vì những tu sĩ kia không là bất tử gia tộc người, trong cơ thể hoàn toàn không có bất tử gia tộc huyết mạch. Cho nên dù cho luyện hóa bất tử tội huyết thạch, sản sinh bất tử huyết mạch xác suất tự nhiên cũng cao không đến chạy đi đâu có lẽ một phần ngàn xác suất cũng không có nhỏ như vậy xác suất lại muốn dùng tiên kinh tới trao đổi không phải là công phu sư tử ngoạm là cái gì tiên kinh đó là để cho vô số thế lực điên cuồng truyền thừa mặc dù tầm thường chân tiên cường giả chỉ sợ cũng căn bản vô pháp sáng tạo ra tiên kinh từ đó có thể biết tiên kinh đến cùng cỡ nào phi phàm đến cùng cỡ nào chân quý thật sự là buồn cười đến cực điểm ta xem ngươi là nghèo đến điên rồi a à. Vậy mà muốn dùng bất tử tội huyết thạch hối đoái tiên kinh, người như thế nào không hối đoái cổ binh khí đâu này. Có người cười lạnh nói, hết sức không khách khí. Người nói chuyện là vì cảm giác mình thật sự là không có cái gì hy vọng có thể từ nghiêm vô thuật nơi này hối đoái đi bất kỳ một khối tội huyết thạch, bởi vậy có chút thẹn quá hóa giận, cho nên mới nói ra như vậy châm trọng nghiêm vô thuật lời. Vị này đạo hữu nói chuyện không khỏi quá trói tai a. À. Nghiêm vô thuật sắc mặt cũng không khỏi hơi hơi trầm xuống. Lại có tu sĩ cười lạnh nói, thực đem chúng ta làm coi tiền như rác đúng không? Muốn liên hợp lấy công tôn vô địch tới hố chúng ta hay sao? Công tôn vô địch sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi, kỳ thật liền công tôn vô địch cũng hiểu được nghiêm vô thuật hối đoái đổ vật không khỏi quá phận một chút. Mà công tôn vô địch là một cái giao hữu rộng khắp người, lần này đến đây những tu sĩ này bên trong có không ít người cùng công tôn vô địch quan hệ coi như không tệ. Hiện giờ bị nghiêm vô thuật cứ vậy mà làm như vậy vừa ra, công tôn vô địch nội tâm cũng có chút tức giận hắn cảm giác mình đem nghiêm vô thuật trở thành bằng hữu cho nên mới tương trợ nghiêm vô thuật nhưng nghiêm vô thuật không nên như vậy hố hắn bất quá công tôn vô địch cũng biết lúc này hắn cũng không nên chen vào nói bằng không mà nói vừa tô vừa đen nghiêm vô thuật thấy được mọi người thái độ trở nên như thế bén nhọn hắn không khỏi khẽ nhíu mày sau đó hắn nhìn thoáng qua công tôn vô địch phát hiện công tôn vô địch sắc mặt cũng có chút khó coi nghiêm vô thuật biết chính mình một lần đoán chừng sai rồi mọi người trong nội tâm có khả năng thừa nhận giá vị Bất tử tội huyết thạch đối với bất tử gia tộc tu sĩ giá trị là vô pháp tưởng tượng, nhưng mấu chốt là hắn tìm không được bất tử gia tộc người. Thế lực khác tu sĩ mặc dù đối với bất tử tội huyết thạch rất cảm thấy hứng thú, thế nhưng nếu để cho bọn họ khai mở một cái giá trên trời ra ngoài, những người này nhất định là sẽ không đồng ý, cho nên mới xuất hiện hiện tại một đám người đều 10 phần tức giận biểu tình. Bởi vì bọn họ cảm thấy, nghiêm vô thuật đem bọn họ làm kẻ đần đùa nghịch nha mà công tôn vô địch hiển nhiên cũng bởi vì chuyện này tình đối với chính mình sinh ra rất nhiều bất mãn nghiêm vô thuật cũng biết mình có chút thất sách thế nhưng hắn quyết định tận lực bổ cứu một cái vì vậy nghiêm vô thuật đã nói nói chư vị như vậy được rồi ta cho công tôn huynh một cái mặt mũi này khối bất tử tội huyết thạch không cần dùng tiên kinh tới hối đoái mọi người dùng ba ngàn đại đạo tới hối đoái giá cả người được như vậy được a à. nghe được nghiêm vô thuật lời nói này về sau rất nhiều người nội tâm mắng to nghiêm vô thuật gia hỏa này không phải là đồ chơi 3.000 đại đạo giá trị xác thực so ra kém tiên kinh Thế nhưng cũng phải từ phương diện nào đến xem A à, Tiên kinh bên trong ghi lại các loại công kích Mà 3.000 đại đạo thì là nói cơ sở Trọng điểm điểm không đồng nhất Nghiêm vô thuật gia hỏa này mặc dù không có cố ý hối đoái tiên kinh Hắn bây giờ lại muốn cho mọi người dùng 3.000 đại đạo tới đấu giá Người trả giá cao được Mỗi người đều muốn hung hăng giúp nghiêm vô thuật này tôn tử một trường thế nhưng đồ vật tại nghiêm vô thuật trong tay, cho nên, quy tắc cũng là nghiêm vô thuật định đoạt, nếu không phải nguyện ý tuân thủ nghiêm vô thuật định ở dưới quy tắc. Kia liền chỉ có rời khỏi, Lâm Phong nhíu mày, đối với hắn mà nói, dùng ba ngàn đại đạo cạnh tranh tự nhiên so với dùng tiên kinh trao đổi lại càng dễ tiếp nhận một chút. Bởi vì Lâm Phong đã nắm giữ toàn bộ ba ngàn đại đạo, đến lúc sau có thể cho nghiêm vô thuật một chút sắp xếp tên so sánh sát phía sau ba ngàn đại đạo. Chư vị, hiện tại có thể đấu giá. Nghiêm vô thuật nói gia hỏa này rõ ràng cho thấy cái lão hồ ly thủ đoạn của hắn tuyệt đối có thể cho bản thân hắn đem ích lợi của hắn tối đại hóa xung quanh tu sĩ thì là hai mặt nhìn nhau biểu tình mọi người cũng không biết nên nói cái gì cho phải nhưng hiện tại đoán chừng nghiêm vô thuật cũng sẽ không lại cải biến ý nghĩ của mình nếu như nói như vậy kia liền thử đấu giá a ta xuất một loại ba ngàn đại đạo rất nhanh có tu sĩ lên tiếng rất nhiều người cũng không khỏi lộ ra nụ cười vị huynh đài này cố ý xuất một loại ba ngàn đại đạo đấu giá bất tử tội huyết thạch. Đây là muốn cố ý nhục nhã nghiêm vô thuật một phen sao. Nghiêm vô thuật nghe được cái này báo giá về sau, sắc mặt cũng không khỏi hơi hơi trở nên khó coi. Hắn cảm giác mình lúc trước hẳn là công khai ghi giá, ít nhất không được thấp hơn ít nhiều loại ba ngàn đại đạo mới có thể đấu giá. Nhưng hiện tại hiển nhiên đã đã chậm, hai loại, ba loại, bốn loại, năm loại, rất nhiều người đều tham dự đến đấu giá bên trong giá cả cũng không khỏi một đường tăng vọt, 30 loại, 35 loại, 40 loại, giá cả đến 40 loại về sau liền đã không có người tiếp tục ra giá tiền cao hơn. Rốt cuộc 40 loại 3.000 đại đạo đã không phải là số lượng nhỏ. Đang ngồi những tu sĩ này, đa số người cũng bất quá tu luyện 3-400 loại 3.000 đại đạo mà thôi. Phóng tầm mắt chư thiên vạn giới, 3.000 đại đạo tu luyện 1.000 loại trở lên người chỉ sợ cũng không phải đặc biệt nhiều. Như Lâm Phong đồng giảng tu luyện 3.000 loại 3.000 đại đạo người, ngoại trừ hồng trần tiên tôn bên ngoài, còn sẽ có người khác sao? 50 loại, lúc này, lại có người đấu giá, báo ra cái giá này người không phải người khác, chính là thần diễm thánh người này. Thần diễm thánh đối với bất tử tội huyết thạch cũng tràn ngập hứng thú. Muốn đem bất tử tội huyết thạch đập xuống đến, thấy được thần diễm thánh ra giá về sau, không còn có người đấu giá. Mặc dù có người có thể ra giá tiền cao hơn, cũng không nguyện ý đắc tội thần diễm thánh người này ngay tại thần diễm thánh cho rằng bất tử tội huyết thạch muốn biến thành chính mình thời điểm. Bỗng nhiên, một giọng nói truyền ra, ta xuất một trăm loại ba ngàn đại đạo, Lâm Phong nói, chương 4466, xung đột, bất tử tội huyết thạch Lâm Phong nhất định phải tới tay, bởi vì bất tử tội huyết thạch đối với Lâm Phong thật sự là quá trọng yếu. Lâm Phong đem giá cả tăng lên gấp đôi, cũng là muốn muốn kinh sợ thối lui thần diễm thánh người này. Tiểu tử này là ai? Xuất thủ chính là một trăm loại ba ngàn đại đạo vậy mà như thế không quý trọng ba ngàn đại đạo rất nhiều người giật mình nhìn về phía lâm phong ba ngàn đại đạo chân quý ai cam lòng lấy ra tới a à? nhưng lâm phong tựa hồ không quan tâm thông thường tiểu tử người dám cùng ta đoạt thần diễm thánh ánh mắt phát lạnh tại thần diễm thánh xem ra làm lâm phong xuất thủ cùng hắn cướp đoạt thời điểm chính là không cho hắn mặt mũi thần diễm thánh đối với lâm phong động sát ý hắn bản chính là một cái lãnh huyết người phàm là trong nội tâm không như ý chính là máu tươi năm bước cho nên thần Diễm Thánh thấy được Lâm Phong cũng dám cùng hắn cướp đoạt đồ vật, lửa giận trong lòng cùng sát ý phun ra. Lâm Phong nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua thần Diễm Thánh, gia hỏa này tự mình cảm giác thật đúng là đủ tốt đẹp chính là thật sự là buồn cười đến cực điểm. Thần Thánh Thiên Vương cháu liền không nổi sao? Thực cho là mình là một nhân vật. Lâm Phong thậm chí mặc kệ sẽ thần Diễm Thánh, ta tại đối với người nói chuyện, người dám bỏ qua ta? Thần Diễm Thánh thần sắc băng lãnh nhìn về phía Lâm Phong. Vừa mới hắn nhìn thấy Lâm Phong trong mắt xuất hiện vẻ khinh miệt, điều này làm cho thần Diễm Thánh cực kỳ phẫn nộ. Hắn là hạng gì cao cao tại thượng nhân vật, Lâm Phong cũng dám dùng loại kia ánh mắt khinh miệt nhìn về phía hắn. Điều này làm cho thần Diễm Thánh tương đối phẫn nộ, thần Diễm Thánh hận không thể trực tiếp một trường đánh chết Lâm Phong. Lâm Phong khinh thường nói, người trả giá cao được, người nghe không hiểu hay sao. Còn có, đừng tưởng rằng ngươi là thần Thánh Thiên Vương Cháu, người khác liền đều biết sợ ngươi, nếu ngươi không phải là thần thánh thiên vương cháu, ai sẽ đem ngươi để vào mắt? Còn có, không muốn thực cho rằng chính ngươi là cái rất châu bò nhân vật, ngươi căn bản không phải, nếu là mất đi thần thánh thiên vương che chở, không cần nói những người khác, đang ngồi chư vị đạo hữu bên trong, ngươi có thể thắng được mấy người. Lâm Phong những lời này để cho người chung quanh thần sắc đột nhiên chấn động. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phong, không biết Lâm Phong là thân phận gì, cũng dám nói ra như vậy một phen lời tới châm chọc thần diễm thánh bất quá thấy được thần diễm thánh kia phẫn nộ đến gần như tại vặn vẹo khuôn mặt rất nhiều người có cảm giác tương đối sảng khoái thần diễm thánh quá mức tại tự cho là đúng để cho rất nhiều người đều cực kỳ khó chịu nhưng mọi người trở ngại thần thánh thiên vương cái vị này khủng bố tồn tại cho nên không dám đắc tội thần diễm thánh nhưng hiện giờ thậm chí có người căn bản chưa từng chú ý đến thần thánh thiên vương uy hiếp trắng trợn phúng thứ thần diễm thánh một phen để cho mọi người hưng phấn vô cùng bọn họ rất thích xem tốt như vậy đùa giỡn thần diễm thánh trong con ngươi lóe ra lành lạnh sát ý thần diễm thánh tự nhiên không cho rằng thực lực của hắn như lâm phong chỗ nói đồng dạng kém cỏi thần diễm thánh cảm thấy ngoại trừ mấy vị thâm bất khả chắc lão già bên ngoài hắn có thể treo lên đánh tất cả những người khác nhưng lâm phong lại nói nơi này tuyệt đại đa số người có thể thắng được hắn lâm phong như thế xem thường thần diễm thánh thần diễm thánh ở đâu có thể tiếp nhận hắn lạnh lùng nói tiểu tử ta xem ngươi là tự tìm chết ngươi nếu như tự tìm chết lời, ta hiện tại liền có thể thành toàn ngươi. Liền ngươi, hay là tỉnh lại đi, ngươi điểm này tu vi, hẳn là hầu hạ tại thần thánh thiên vương bên người, như vậy ngươi còn có thể cáo mượn oai hùng một phen, nếu là ở phía ngoài lời, thật sự là yếu để ta xuất thủ tư cách cũng không có. Lâm Phong thản nhiên nói, hắn lời này vừa ra, xung quanh tu sĩ đều là trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Bởi vì Lâm Phong thật sự là quá cuồng vọng, quá kiêu ngạo. Dù nói thế nào thần diễm thánh cũng là siêu cấp thiên tài, huyết mạch cường đại, thiên phú cường đại. Hơn nữa hiện tại đã tu luyện năm vạn năm trái phải thời gian. Bản thân lại càng là tu luyện đến nhân tiên cảnh giới. Mặc dù mọi người cảm ứng không ra tới lâm phong cụ thể tu vi, thế nhưng mọi người có thể cảm ứng ra tới lâm phong tuổi tác A. Lâm phong sinh mệnh khí tức thật sự là quá trẻ tuổi, tuổi tác cũng bất quá hơn 100 thọ mà thôi A. Tự trong bụng mẹ tu luyện, tu vi lại có thể có bao nhiêu. Nhưng hiện giờ Lâm Phong lại đối với thần diễm thánh các loại trào phúng, các loại khinh miệt, các loại xem thường. Lâm Phong đây là tại muốn chết phải không? Gia hỏa này thật đúng là gan lớn bao thiên, liền thần diễm thánh đều dám trêu chọc. Hứa ý hàm trong mắt đẹp không khỏi lộ ra ánh mắt hưng phấn. Tính cách của nàng vốn chính là sợ hãi thiên hạ không loạn. Cho nên bây giờ nhìn đến Lâm Phong cũng dám như vậy nhục nhã thần diễm thánh. Hứa ý hàm cũng không khỏi có chút bội phục Lâm Phong dũng khí hiện tại lại nhìn hướng Lâm Phong thời điểm, tựa hồ so với trước thuận mắt nhiều. Mộc Nhã Thi chưa từng nhiều lời, một đôi mắt đẹp một mực đang quan sát trận này xung đột. Tiểu tử, ta hiện tại liền tiêu diệt ngươi, thần diễm thanh ánh mắt phát lạnh, dẫm trận tại chỗ hướng phía Lâm Phong đi đến. Muốn đánh chết Lâm Phong, chậm đã, vừa lúc đó, một mực không nói gì công tôn vô địch bỗng nhiên mở miệng nói. Công tôn vô địch là thiên thánh các chủ nhân, bối cảnh cực sâu. Cho nên công tôn vô địch mở miệng, như vậy công tôn vô địch mặt mũi tự nhiên muốn cho công tôn tiền bối kẻ này nhục nhã ta hôm nay ta phải giết kẻ này thần diễm thánh thanh âm băng lãnh nói công tôn vô địch nói ta mặc kệ ân oán của các ngươi là dạng gì thế nhưng tại thiên thánh trong các cấm chế tư đấu nếu là có người tư đấu lời như vậy ta cũng chỉ có thể đưa hắn mời đi ra ngoài nghe được công tôn vô địch lời nói này về sau thần diễm thánh sắc mặt trở nên âm tình bất định lên hắn rất muốn hiện tại liền hành hạ giết lâm phong chỉ có như vậy mới có thể một rõ ràng mối hận trong lòng thế nhưng công tôn vô địch kia lần uy hiếp thần diễm thánh phải để trong lòng thần diễm thánh quyết định cho công tôn vô địch mặt mũi này đợi đến giao dịch hội sau khi chấm dứt lại đối phó lâm phong tiểu tử ta liền tạm thời nhiều để cho ngươi sống trong chốc lát thần diễm thánh thần sắc hờ hững nhìn về phía lâm phong lập tức trở lại vị trí của mình ngồi xuống lâm phong mặc kệ sẽ thần diễm thánh ra hỏa này Nhiêm Vô Thuật thì là nhìn về phía Thần Diễm Thánh, hỏi, "Thần công tử còn hay không tiếp tục đấu giá?" Tại Thần Diễm Thánh xem ra, Lâm Phong cùng người chết đã không có cái gì khác nhau. Lâm Phong đập đi bất tử tội huyết thạch thì như thế nào? Đến cuối cùng còn không phải hắn, cho nên Thần Diễm Thánh cũng lười đấu giá xuống dưới. Hắn phất phất tay, ý bảo chính mình không cùng, bất tử tội huyết thạch là tiểu hữu ngươi rồi. Nhiêm Vô Thuật nhìn về phía Lâm Phong nói, "Lâm Phong lấy ra một mai ngọc đồng." lạc ấn một trăm loại ba ngàn đại đạo đều là sắp xếp tên sát phía sau ba ngàn đại đạo hắn đem ngọc đồng giao cho nghiêm vô thuật nghiêm vô thuật thần niệm cảm ứng một cái phát hiện những cái này ba ngàn đại đạo hắn cũng không từng tu luyện qua trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng liền đem ngọc đồng thu vào mà lâm phong thì là đem bất tử tội huyết thạch thu vào hắn hết sức hưng phấn lấy được bất tử tội huyết thạch chính mình bất tử huyết mạch có thể hoàn thành lần thứ tư thức tỉnh sao lâm phong hy vọng hết thảy thuận lợi a tiếp xuống một khối tội huyết thạch, chính là cổ Phật tội huyết thạch. Nghe nói, này khối tội huyết thạch, lây dính Phật giáo một vị cao tăng máu tươi. Nhiêm vô thuật tiếp tục nói, đón lấy hắn vung tay lên, để tứ khối tội huyết thạch đã bay ra ngoài. Này khối tội huyết thạch, dĩ nhiên là một tôn hình người tội huyết thạch, ngoại hình như là một tôn khoanh chân mà ngồi chắp tay trước ngực, đang tại tham thiền ngộ đạo cổ Phật. chương 4467, xung đột dưới. Làm cổ Phật tội huyết thạch bị tế ra về sau, trên mặt mọi người cũng không khỏi lộ ra cực kỳ giật mình biểu tình. Bởi vì mọi người đã nghe được lão tăng tụng kinh thanh âm. Cổ Phật tội huyết thạch bên trong vậy mà sẽ truyền ra thanh âm như vậy. Không khỏi quá mức tại bất phàm, cổ Phật tội huyết thạch tràn ngập thần bí. Tin đồn cổ Phật tội huyết thạch thường bạn bên người, đối với tu luyện rất có ích lợi, đặc biệt là đối với tu luyện Phật giáo công pháp, thần thông tu sĩ rất có ích lợi. Hơn nữa cổ Phật tội huyết thạch có thể tương trợ tu sĩ rất nhanh ngộ đạo. Nghiêm vô thuật nói. Cổ Phật tội huyết thạch cùng với các tội huyết thạch có chút khác nhau. Này khối tội huyết thạch lớn nhất công dụng không phải là bị tu sĩ luyện hóa, mà là bị tu sĩ mang theo trên người, như vậy mới có thể phát huy ra này khối tội huyết thạch lớn nhất công hiệu. Vì sao cổ Phật cũng đã trở thành tội huyết? Lâm Phong nhìn về phía bên người Mộc Nhã Thi hỏi, Mộc Nhã Thi nói, bất tử giới không Phật. Nghe được Mộc Nhã Thi lời nói này về sau, Lâm Phong không khỏi khẽ nhíu mày. Cái chỗ này so sánh mẫn cảm cho nên Mộc Nhã Thi không có nhiều lời. Thế nhưng Lâm Phong trên đại thể cũng có thể nghe ra tới Mộc Nhã Thi lời nói này chỗ bao hàm một chút ý tứ. Bất tử giới không Phật, có phải hay không nói? Bất tử giới không có Phật giáo. Vì cái gì bất tử giới không có Phật giáo? Bất tử giới không có Phật giáo thì cũng thôi, Phật giáo Cao Tăng còn trở thành tội huyết. Thật đúng là kỳ quặc vô cùng, có phải hay không nói? Phật giáo Cao Tăng cũng bị trí Cao Tam giới cùng bất tử giới bài xích. Bởi vậy mới có bất tử giới không Phật loại này thuyết pháp. Lâm Phong cảm giác, có lẽ chính là như vậy, cho nên, Phật giáo cao tăng đã trở thành tội huyết. Các hạ cần hối đoái cái gì? Một tên mang theo mũ rộng vành tu sĩ hỏi, mọi người hướng phía này tên tu sĩ nhìn lại, không ít người khẽ nhíu mày, này tên tu sĩ khí tức che giấu rất tốt. Mọi người thậm chí cảm ứng không được này tên tu sĩ tuổi tác, tu vi vân 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 vân. Hết thảy đều cảm ứng không được, nghiêm vô thuật nhìn này tên tu sĩ liếc một cái, hắn không quan tâm đối phương là người nào hắn chỉ quan tâm đối phương là có phải có đồ vật có thể cùng hắn tiến hành trao đổi ta muốn hối đoái thiên địa ma tâm nghiêm vô thuật nói thiên địa ma tâm là vật gì lâm phong không biết bất quá có người hiển nhiên là nghe qua thiên địa ma tâm nghe qua thiên địa ma tâm tu sĩ không khỏi khẽ nhíu mày một người tu sĩ nói thiên địa ngưng tụ mà thành ma chi tâm trời sinh ẩn chứa ma tính lực lượng loại này ma chi tâm là cực kỳ thần bí đồ vật từ xưa hiếm thấy nhưng nghe nói có được lấy một chút không thể tưởng tượng năng lực mà những năng lực kia cụ thể là cái gì ta cũng không biết nhưng thiên địa ma tâm loại vật này trước mắt mà nói ta cũng chỉ nghe qua tin đồn chưa từng gặp qua chân thật thiên địa ma tâm cho nên ta không biết thế gian này có phải thật hay không có thiên địa ma tâm hay là nói thiên địa ma tâm sự tình chỉ là một cái truyền thuyết thế gian này quả thật có thiên địa ma tâm thời điểm này kia tên mang theo mũ rộng vành tu sĩ nói tay phải của hắn vươn ra sau đó tại tay phải của hắn bên trong xuất hiện một kiện đồ vật đó là một đoàn màu đen năng lượng tại màu đen năng lượng bên trong tựa hồ có một quả trái tim tất cả mọi người đã nghe được đông 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 thanh âm hơn nữa nghe tới loại kia đông 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 thanh âm về sau mỗi người có cảm giác trái tim của mình như là nhận lấy một loại vô hình chi lực áp bách loại kia áp bách hết sức thống khổ nhưng may mà loại kia áp bách chớp mắt trong đó liền biến mất không sai đây chính là thiên địa ma tâm cổ phật tội huyết thạch là đạo hữu ngươi rồi nghiêm vô thuật nhận lấy thiên địa ma tâm về sau trên mặt của hắn lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên cũng không biết gia hỏa này muốn thiên địa ma tâm làm cái gì sẽ không đi làm chuyện gì xấu a à. kia tên mang theo mũ rộng vành thần bí tu sĩ thì là đem cổ phật tội huyết thạch thu vào lập tức hắn ngồi trở về chỗ ngồi của mình mặt cuối cùng một khối tội huyết thạch chính là thánh linh tội huyết thạch nghe nói là một tôn thần bí mà cường đại sinh linh vẫn lạc về sau hình thành tội huyết thạch thánh linh tội huyết thạch vô cùng thần bí bởi vậy thánh linh tội huyết thạch cụ thể có nhiều công hiệu liền lão phu đều chưa từng rõ ràng nếu là có người có thể lấy ra tới một khối thiên mẫu ngọc thánh linh tội huyết thạch liền về hắn nghiêm vô thuật nói thiên mẫu ngọc đây chính là nghe đồn rằng bảo ngọc nghe nói thiên mẫu ngọc đản sinh tại kỳ nguyên sơ khai thời điểm thiên mẫu ngọc ẩn chứa vô pháp tưởng tượng thần vĩ chi lực ngoại giới đối với thiên mẫu ngọc tin đồn là rất nhiều nhưng là thấy qua thiên mẫu ngọc người thật sự là quá ít Đặc biệt tại kỳ nguyên thời kỳ cuối thời điểm, các loại tài nguyên cũng sớm đã tuyệt tích. Kỳ nguyên thời kỳ cuối cùng kỳ nguyên sơ kỳ có quá lớn bất đồng. Cho nên, muốn tại kỳ nguyên thời kỳ cuối tìm kiếm được rất nhiều chân quý hiếm thấy tài liệu. Đây là cực kỳ khó khăn một việc, rất nhiều người lắc đầu, căn bản cầm không ra tới thiên mẫu ngọc loại vật này. Lúc này, Mộc Nhã Thi nói, ta chỗ này có một khối thiên mẫu ngọc. Tiếng nói rơi xuống về sau, Mộc Nhã Thi liền lấy ra một khối ngọc thạch, đó là một khối nhũ ngọc thạch lượn lờ tại thánh quang bên trong. Tốt, thánh linh tội huyết thạch là tiên tử ngươi rồi. Nghiêm vô thuật nhìn về phía mộc nhã thi nói. Hai bên làm trao đổi. Mộc nhã thi được thánh linh tội huyết thạch, mà nghiêm vô thuật thì là được mộc nhã thi thiên mẫu ngọc. Đây là thứ năm khối tội huyết thạch, làm xong lần này giao dịch về sau. Nghiêm vô thuật nói, chư vị, năm khối tội huyết thạch đã giao dịch xong. Lần này giao dịch hội kết thúc, cảm ơn mọi người có thể đến đây cổ động. Công tôn vô địch thì là đứng dậy, nói, tại hạ đã vì chư vị đường xa mà đến bằng hữu thiết lập tốt hiến hội, mọi người hiện tại liền ngồi vào vị trí A. Tự nhiên không phải là tất cả mọi người có hứng thú lưu lại xuống đến. Chỉ có mấy tên cùng công tôn vô địch quan hệ cá nhân rất thân tu sĩ lưu lại xuống đến. Những người còn lại nhao nhao rời đi, đi tới thiên thánh các bên ngoài về sau, Lâm Phong nhất thời cảm nhận được một cỗ lành lạnh sát ý bao phủ lại chính mình. Thần Diễm Thánh dẫm trận tại chỗ mà đến, trong hai mắt lóe ra lành lạnh vẻ nhìn về phía Lâm Phong, tiểu tử, người chuẩn bị cho tốt nhận lấy cái chết sao? Thần Diễm Thánh khinh Nguyệt nhìn về phía Lâm Phong, giống như là nhìn xem một cái kiến hôi đồng dạng. Trong mắt hắn, Lâm Phong căn bản không đủ gây sợ. Hắn hiện tại nghĩ đến, đợi tí nữa nên như thế nào hành hạ chết Lâm Phong. Hắn cũng không muốn để cho Lâm Phong chết quá thông khoái. Nếu là Lâm Phong chết quá thông qua, không cách nào làm cho hắn một rõ ràng mối hận trong lòng. Rất nhiều tu sĩ đều nhìn về Lâm Phong cùng thần Diễm Thánh hai người. Mọi người đều biết thần diễm thánh tuyệt đối sẽ không buông tha Lâm Phong. Bây giờ nhìn đến thần diễm thánh nhằm vào Lâm Phong, tất cả mọi người ngừng xuống đến, chờ xem náo nhiệt. Tại thiên thánh các thời điểm, thần diễm thánh bởi vì chú ý đến công tôn vô địch đứng ở dưới quy củ. Không có đối với Lâm Phong xuất thủ, hiện giờ, ra thiên thánh các, thần diễm thánh tự nhiên không cần cho công tôn vô địch mặt mũi. Cho nên, tại rất nhiều người xem ra, này dưới Lâm Phong e rằng chết chắc rồi. Bọn họ cũng không nhận ra, trẻ tuổi như vậy Lâm Phong sẽ là thần diễm thánh đối thủ. chương 4468, ba ngày ước hẹn. Lâm Phong thần sắc đạm mà quét thần diễm thánh người này liếc một cái, hắn nói, có chút tự mình hiểu lấy được rồi, ta không thu thập ngươi, ngươi nên cảm giác được vui mừng mới đúng, trả lại tìm phiền phức của ta, chẳng lẽ là thật sự không muốn sống nữa hay sao? Nghe được Lâm Phong lời nói này thần diễm thánh sắc mặt vô cùng âm trầm. Tiểu tử này tự mình cảm giác cũng quá hài lòng a. À những người còn lại cũng đều không khỏi trợn trắng mắt. Mọi người kỳ thật hay là rất hy vọng Lâm Phong có thể đem thần diễm thánh dẫm nát chân dưới nghiền chết. Thế nhưng mọi người biết loại chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh. Thần diễm thánh người này, tu vi quá cường đại. Lâm Phong khoảng cách có thể đối phó thần diễm thánh kém xa đâu. Hiện tại Lâm Phong tựa hồ cũng chỉ có thể khoe một khoe miệng lưới cực nhanh. Chỉ là, dựa vào lấy thần diễm thánh người này tính cách, người cho rằng thần diễm thánh sẽ bỏ qua người sao. Đương nhiên không thể nào, trong vòng ba chiêu ta đem đánh chết tính mệnh của ngươi thần diễm thánh thần sắc hờ hững nhìn về phía lâm phong hắn hoàn toàn không có đem lâm phong để vào mắt ý tứ đối với lâm phong tràn ngập khinh miệt cùng khinh bỉ tại hắn nhìn giết chết lâm phong quả thật không cần tốn nhiều sức thần diễm thánh chính là như thế tự tin mắt thấy thần diễm thánh liền muốn động thủ lúc này lâm phong nói ngươi nếu như đều muốn động thủ bổn thiếu ra ta có thể chơi với ngươi chơi bất quá hiện tại thiếu gia ta không rảnh sửa chữa ngươi, ba ngày sau, ngươi ta tại thần quân thành quảng trường trên lôi đài tử chiến quyết đấu một trận, ngươi có dám đáp ứng. Lâm Phong lời vừa nói ra, xung quanh truyền ra tới một hồi bạo động âm thanh. Lâm Phong hướng thần diễm thánh khởi sướng sinh tử khiêu chiến, đây là tại kéo dài thời gian sao? Rất nhiều người cảm thấy Lâm Phong có lẽ là tại kéo dài thời gian, sau đó tìm một cái tương đối khá thời cơ. Sau đó bỏ trốn mất dạng, kỳ thực trên Lâm Phong thật sự là không phải là kéo dài thời gian. Bởi vì Lâm Phong hiện tại vội vã trở về đi luyện hóa bất tử tội huyết thạch, nào có tâm tư đi phản ứng thần Diễm Thánh ra hỏa này. Thần Diễm Thánh cũng không sợ Lâm Phong chạy trốn. Hắn cười lạnh nói, như vậy tốt hơn, bổn công tử thích tại vạn chúng chú mục chi dưới hành hạ. Giết đối phương, ba ngày sau, bổn công tử sẽ ở lôi đài mặt trên, tự mình giết ngươi. Sau khi nói xong, thần Diễm Thánh liền hướng phía xa xa đi đến. Thần Diễm Thánh chỉ sở dĩ đáp ứng Lâm Phong, xác thực như thần Diễm Thánh chỗ nói đồng dạng, hiện tại giết đi lâm phong thật sự là quá tiện nghi lâm phong hắn thích tại vạn chúng chú mục chi dưới hành hạ giết đối phương hắn thích bị người nhìn chăm chú hắn thích người khác đều sợ hãi hắn mà cùng lâm phong sinh tử quyết đấu đúng lúc là một cái không tệ cơ hội hắn lại có thể tự nghiệm thấy đến loại cảm giác đó thần diễm thánh sau khi rời khỏi lâm phong cùng mộc nhã thi hứa ý hàm cũng rời đi trên đường hứa ý hàm hỏi người chỉ hoãn ba ngày thời gian là muốn thừa này chạy trốn sao nếu ngươi là văn cầu bổn tiểu thư lời, có lẽ bổn tiểu thư có thể giúp ngươi chạy ra thần quân thành. Lâm Phong nói, vì cái gì chạy trốn? Hứa ý hàm nói, thần diễm thánh thế nhưng là nhân tiên cảnh giới cường giả, hắn thiên phú cường đại, hắn cũng không phải là bình thường nhân tiên, mà là loại kia có thể vượt cấp khiêu chiến nhân tiên. Ngươi tu vi tuy không kém, nhưng nếu là ngươi cảm thấy có thể chống lại thần diễm thánh vậy mười phần sai. Trong lời nói, hứa ý hàm hiển nhiên cũng không cho rằng Lâm Phong có năng lực như thế. Lâm Phong nói chỉ là một cái thần diễm thánh mà thôi, không đáng kể chút nào. Người cái tên này, hứa ý hàm không khỏi có chút ảo não. Nàng lạnh lùng nói, đến lúc sau chờ nhìn ngươi bị thần diễm thánh tháo thành tám khối. Lâm Phong nói, hắn nào có bổn sự này. Hứa ý hàm nhất thời từng đợt không lời. Bởi vì Lâm Phong xác thực quá cuồng ngạo, thậm chí có chút không coi ai ra gì. Lâm Phong ở đâu ra tự tin. Trở lại chỗ ở về sau, Lâm Phong đem chỗ ở của mình lấy cấm chế phong tỏa có người âm thầm theo tới lâm phong đã sớm phát giác tới những người kia tung tích lâm phong suy đoán hẳn là thần diễm thánh phái tới giám thị người của mình a à. lâm phong căn bản không có để ý tới những người kia hắn bắt đầu bế quan tại lâm phong bế quan thời điểm lâm phong sắp sửa cùng thần diễm thánh sinh tử quyết đấu sự tình nhanh chóng tại thần quân thành bên trong truyền lên chuyện này đưa tới sóng to gió lớn thần diễm thánh đó là cái gì người a à? thần thánh thiên vương cháu thần thánh quân đoàn chú đóng ở thần quân thành bên trong lớn thủ lĩnh. Hắn nhân vật như vậy, ai dám trêu chọc, nhưng hiện tại hết lần này tới lần khác có người vậy mà thật sự trêu chọc thần diễm thánh. Mà còn hướng thần diễm thánh phát khởi sinh tử khiêu chiến. Chuyện này tự nhiên làm cho người ta chấn kinh, bất quá rất nhiều người đối với thần diễm thánh đều hết sức thống hận, đặc biệt là thần quân thành dân bản địa. Bởi vì hiên viên thần quân thần tượng bị hủy diệt chuyện này. Đối với thần diễm thánh hận ý đậm, cho nên những người kia ước gì thần diễm thánh bị chu sát kỳ thật thần diễm thánh cũng biết này một chút hắn đáp ứng lâm phong sinh tử quyết đấu một là cùng hắn bản thân tính cách có quan hệ cái nguyên nhân thứ hai chính là thần diễm thánh muốn cảnh cáo thần quân thành người các ngươi xem ta không vừa mắt đúng hay không xem ta không vừa mắt thì như thế nào bổn công tử như cũ sống rất tiêu sái không phục muốn tìm bổn công tử phiền toái kia bổn công tử trực tiếp tiêu diệt các ngươi các ngươi những người này tại bổn công tử trước mặt Quả thật liền không chịu nổi một kích. Rất nhiều người thật mong chờ trận này đại chiến, bởi vì tại những người kia xem ra, dám can đảm khiêu chiến thần diễm thánh, chắc hẳn cảnh giới tất nhiên là cực kỳ cao siêu a. À. Thế nhưng là đón lấy lại có tin tức truyền ra, nói là khiêu chiến thần diễm thánh kia tên tu sĩ hết sức tuổi trẻ. Hơn nữa là một danh nhân tộc tu sĩ, Thọ Nguyên chỉ có chỉ là hơn 100 năm mà thôi. Nghe tới cái này tin tức về sau, tiếng kêu rên nhất thời một mảnh. Thọ Nguyên hơn 100 năm nhân tộc tu sĩ. Có thể có bao nhiêu tu vi, lấy cái gì đi khiêu chiến thần diễm thánh, cho nên khi tin tức kia sau khi truyền ra, rất nhiều người đều cảm thấy một trận chiến này tựa hồ căn bản không có cái gì ngoài ý muốn. Lâm Phong cái này người khiêu chiến tuyệt đối sẽ chết cực kỳ thê thảm. Bất quá cũng có một số người cảm thấy, cái này tin đồn có lẽ không thể nào đáng tin cậy đâu này. Lâm Phong nói không chừng cũng không phải chỉ có hơn 100 thọ nhân tộc tu sĩ đâu này. Nói không chừng là một tôn cực kỳ cường đại nhân tộc tu sĩ đâu này cũng không phải là không có loại khả năng này tính A. Bởi vậy tất cả mọi người tại cùng chờ đợi đại chiến đến. Ngay tại ngoại giới bởi vì Lâm Phong cùng thần diễm thánh trận này sinh tử đại chiến truyền xôn sau thời điểm. Lâm Phong thì là lựa chọn bế quan, hắn tiến vào thời gian trong không gian. Lâm Phong tại luyện hóa bất tử tội huyết thạch lúc trước, hắn ý định trước đem lúc trước lấy được địa tiên bổn nguyên luyện hóa. Lúc trước bởi vì cảnh giới lắng động cũng không phải đặc biệt hoàn mỹ, cho nên Lâm Phong một mực không có luyện hóa địa tiên bổn nguyên bất quá bây giờ lâm phong cảm thấy cảnh giới của mình đã lắng động tương đối hoàn mỹ là thời điểm luyện hóa địa tiên bổn nguyên địa tiên bổn nguyên hiệu quả chắc hẳn nhất định không sai a à. lâm phong bây giờ là thánh đế cảnh giới tam trọng thiên tu vi không biết luyện hóa địa tiên bổn nguyên về sau cảnh giới có hay không có thể đề thăng một chút lâm phong đối với cái này đương nhiên hết sức mong đợi lâm phong lấy ra địa tiên bổn nguyên về sau bắt đầu vận chuyển thái cổ long tượng quyết tại thái cổ long tượng quyết vận chuyển chi xuống địa tiên bổn nguyên bị liên tục không ngừng luyện hóa, sau đó bị lâm phong thôn phệ hấp thu, chương 4469, bất tử huyết mạch lần thứ tư thức tỉnh. Theo địa tiên bổn nguyên bị lâm phong không ngừng hấp thu, lâm phong có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể ở trong gia tăng cường đại năng lượng. Loại cảm giác này, thật sự là quá tốt, những cái kia năng lượng cường đại dung nhập pháp lực bên trong. Lâm phong pháp lực bắt đầu rất nhanh lột xác, không có bao lâu thời gian, Lâm Phong cảnh giới liền từ thánh đế cảnh giới tam trọng thiên tăng lên tới thánh đế cảnh giới tứ trọng thiên. Mà trong cơ thể địa tiên bổn nguyên như cũ có rất nhiều, xem ra địa tiên bổn nguyên đối với Lâm Phong tu vi để thăng đưa đến tác dụng tương đối không sai. Sau khi đột phá Lâm Phong cũng không có như vậy ngừng xuống đến, hắn tiếp tục luyện hóa trong cơ thể địa tiên bổn nguyên. Không có bao lâu thời gian, Lâm Phong cảnh giới từ thánh đế cảnh giới tứ trọng thiên đột phá đến thánh đế cảnh giới ngũ trọng thiên. Liên tục đột phá hai cái đẳng cấp, nhưng trong cơ thể địa tiên bổn nguyên tiêu hao cũng không phải đặc biệt nhiều. Điều này làm cho Lâm Phong rất hưng phấn, bởi vì Lâm Phong cảm thấy còn có thể tiếp tục đột phá. Hắn tích góp thật sự là quá cường đại, đột phá lên cũng vô cùng khó khăn. Nếu là có thể tiếp tục đột phá, đối với Lâm Phong mà nói, tự nhiên là không sự kinh nghỉ nhỏ. Đại khái đi qua hai canh giờ, Lâm Phong cảnh giới từ thánh đế cảnh giới ngũ trọng thiên đột phá đến thánh đế cảnh giới lục trọng thiên. Nhưng mà lúc này đây, Lâm Phong trong cơ thể Địa Tiên Bổn Nguyên vẫn không có bị tiêu hao hết. Lâm Phong tiếp tục luyện hóa Địa Tiên Bổn Nguyên, khi tất cả Địa Tiên Bổn Nguyên cũng bị luyện hóa xong sau. Lâm Phong cảnh giới, từ Thánh Đế cảnh giới Lục Trọng Thiên đột phá đến Thánh Đế cảnh giới Thất Trọng Thiên. Điều này làm cho Lâm Phong cực kỳ hưng phấn, duy nhất một lần vậy mà đột phá 4 cái đẳng cấp. Địa Tiên Bổn Nguyên hiệu quả để cho Lâm Phong chấn động. Muốn biết rõ, Lâm Phong bản thân tích góp quá mức tại cường đại. Cảnh giới của hắn liên tục đột phá bốn cái đẳng cấp, cùng những người khác cảnh giới liên tục đột phá bốn cái đẳng cấp khái niệm là hoàn toàn khác nhau. Lâm Phong cảnh giới, liên tục đột phá bốn cái đẳng cấp chỗ để thăng chiến lực liền quá đáng sợ. Lâm Phong cảm ứng đến trong cơ thể tăng trưởng pháp lực, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra nụ cười, trong cơ thể pháp lực xác thực vô cùng cường đại. Để cho Lâm Phong có chút hưng phấn, bây giờ cách đế chủ cảnh giới tiến thêm một bước. Lâm Phong rất muốn nhanh lên đem tu vi của mình để thăng đi lên bởi vì bất tử giới cường giả quá nhiều tu vi bây giờ của hắn còn chưa đủ nhìn cho nên lâm phong nội tâm có rất mạnh gấp gáp tính thế nhưng lâm phong cũng biết đề thăng tu vi chuyện này căn bản gấp không đến bởi vì bản thân mà nói cần một bước một cái dấu chân nếu là muốn một bước trèo lên thiên cũng không sự thật sau khi đột phá lâm phong tâm tình thật tốt thoáng nghỉ ngơi một phen về sau lâm phong thì là lấy ra bất tử tội huyết thạch hắn nhìn hướng bất tử tội huyết thạch sau đó không khỏi tự nói này khối tội huyết thạch bên trong, dung nhập chính là người phương nào máu tươi? Nếu như đối phương nói, dung nhập máu tươi không phải là chủ mạch máu tươi. Này sẽ là ai đây này? Sẽ là ta Lâm thị nhất tộc nhất mạch này một vị tổ tiên máu tươi sao? Lâm Phong để tay tại bất tử tội huyết thạch mặt trên. Sau đó, hắn bất tử huyết mạch vận chuyển, làm Lâm Phong bất tử huyết mạch vận chuyển lên về sau. Trong nháy mắt, bất tử tội huyết thạch phát ra dị biến. Bất tử tội huyết thạch bên trong đã tuôn ra đại lượng huyết khí, mà những cái kia huyết khí đem Lâm Phong bao vây lại, những cái kia huyết khí ẩn chứa vô pháp nghĩ tượng lực lượng, mà loại lực lượng kia đã cường đại đến làm cho người ta không khỏi hơi bị động dung trình độ. Lâm Phong cảm ứng được bất tử huyết mạch lực lượng, những cái kia huyết khí kỳ thật là bất tử huyết mạch cùng tiên thạch năng lượng dung hợp cùng một chỗ hình thành. Ta mệnh do ta không khỏi thiên, bỗng nhiên lâm phong mơ hồ trong đó nghe được bên tai có tiếng âm hưởng triệt lên thanh âm là từ bất tử tội huyết thạch bên trong truyền ra tới lâm phong rất giật mình vừa mới đạo kia thanh âm chẳng lẽ là vị kia tổ tiên thanh âm sao thanh âm của hắn bị bất tử tội huyết thạch lạc ấn xuống đến lâm phong rất muốn có thể có chỗ đốn ngộ sau đó đã từng gặp đi phát sinh một chút hình ảnh thế nhưng hắn cũng không thể đủ làm được này một chút lâm phong chỉ nghe được đạo kia thanh âm mà thôi hơn nữa tại đạo kia thanh âm về sau lâm phong thậm chí không còn có nghe được nó thanh âm của hắn bất tử huyết mạch vận chuyển tốc độ thì là càng lúc càng nhanh theo bất tử huyết mạch vận chuyển bất tử tội huyết thạch bên trong màu máu năng lượng tuôn ra tới tốc độ cũng càng lúc càng nhanh những cái kia màu máu năng lượng đều liên tục không ngừng trào vào lâm phong trong thân thể sau đó bị lâm phong thân thể hấp thu theo lâm phong không ngừng hấp thu những cái kia màu máu năng lượng hắn cảm giác chính mình bất tử huyết mạch bắt đầu không ngừng trở nên nóng bỏng lên. Liền ngay cả Lâm Phong thân thể đều trở nên nóng bỏng lên. Lâm Phong cảm giác thân thể của mình phảng phất biến thành một tòa lò nướng đồng dạng. Cùng lúc đó, Lâm Phong cảm giác huyết mạch của mình gông xiềng, tựa hồ đang tại bị phá giải. Huyết mạch gông xiềng là nhìn không đến một loại đồ vật, nhưng chân thật tồn tại. Thật giống như chúng ta nói khí vận cũng là nhìn không đến đồ vật, nhưng chân thật tồn tại đồng dạng. Mở ra huyết mạch gông xiềng, để cho đặc biệt huyết mạch hoàn thành thức tỉnh, cái này chính là huyết mạch tiến hóa chủ yếu phương thức. Đương nhiên, huyết mạch tiến hóa phương thức có rất nhiều, bất quá thông thường huyết mạch tiến hóa phương pháp. Chính là mở ra huyết mạch gông xiềng, theo lâm phong huyết mạch gông xiềng dần dần bị mở ra. Lâm phong hô hấp cũng dần dần trở nên rồn dập lên. Hắn vô cùng chờ mong huyết mạch gông xiềng bị mở ra về sau chính mình sẽ đạt được cái dạng gì năng lực. Lâm Phong lúc trước thức tỉnh vài loại năng lực, ngoại trừ lần đầu tiên thức tỉnh thời điểm tử vong cử bộ hiệu quả kém một chút kỳ thật tử vong cử bộ uy lực cũng là cực kỳ cường đại chỉ là bởi vì lâm phong tu luyện quá nhiều lợi hại thần thông thậm chí còn tu luyện vài loại tiên kinh mà theo cho nên lâm phong mới có thể cảm thấy tử vong cử bộ hiệu quả kém một chút lâm phong đối bất tử huyết mạch lần thứ hai thức tỉnh năng lực cùng lần thứ ba thức tỉnh năng lực đều cực kỳ thỏa mãn màu vàng tiểu nhân cùng niết bàn trọng sinh đối với lâm phong đưa đến tác dụng quá lớn lần này bế quan lâm cây phong hao tốn 5 ngày thời gian. Làm bất tử tội huyết chi bên trong tất cả màu máu năng lượng cũng bị lâm phong thôn vệ về sau. Lâm phong bất tử huyết mạch rốt cục hoàn thành lần thứ tư thức tỉnh. Giờ này khắc này lâm phong hoàn toàn yên lặng tại bất tử huyết mạch thức tỉnh mang đến rung động cùng trùng kích bên trong. Lâm phong cảm ứng đến bất tử huyết mạch sau khi giác tỉnh giao phó hắn năng lực mới. Sinh tử luân hồi, đây là bất tử huyết mạch lần thứ tư sau khi giác tỉnh lâm phong thu hoạch được năng lực mới. Sinh tử luân hồi, huyết mạch truyền thừa vô thượng thần thông. Tin đồn cái này thần thông không chỉ có có được vô pháp tưởng tượng lực công kích, thậm chí còn có thể vì chết đi người, lại đập một đường sinh cơ, sau đó sẽ chết đi người một lần nữa tỉnh lại. Giao phó bọn họ mới sinh mệnh. Khi thấy sinh tử luân hồi đủ khả năng đưa đến tác dụng thời điểm, Lâm Phong trên mặt nhất thời lộ ra thật sâu rung động biểu tình. Sinh tử luân hồi, thật đúng là khủng bố đến cực điểm thủ đoạn a. Loại thủ đoạn này, tựa hồ cùng lục đạo luân hồi hơi hơi có như vậy một chút tương tự. Không biết sinh tử luân hồi cái này thần thông, cùng lục đạo luân hồi có quan hệ hay không? Hẳn là, sau này mình có thể thức tỉnh càng cường đại hơn lục đạo luân hồi sao? Nghĩ tới đây, Lâm Phong liền có đè nén không được cảm giác hưng phấn. Chương 4470, bá khí áp bách Lâm Phong. Thời gian nhanh chóng trôi qua lấy, trong nháy mắt liền đã đến Lâm Phong cùng thần diễm thánh quyết chiến thời gian. Này một ngày có thể nói náo nhiệt vô cùng, một sáng sớm liền có rất nhiều người hướng phía quảng trường phương hướng dũng mãnh lao tới. Mọi người đối với một trận chiến này tự nhiên là vô cùng chờ mong. Tuy rất nhiều người đối với Lâm Phong không ôm hy vọng quá lớn. Nhưng vạn nhất phát sinh kỳ tích đâu này, mọi người thật mong chờ kỳ tích đản sinh, Lâm Phong tốt nhất có thể tiêu diệt thần Diễm Thánh. Trên quảng trường, người ta tấp nập, hứa ý hàm cùng mộc nhã thi, còn có hơn 10 vị đồng môn một chỗ đến nơi. Nàng nói, Lâm Phong tên kia chỗ ở giam giữ cửa, gia hỏa này sẽ không phải không dám tới a à. mộc nhã thi nói đây cũng không như là lâm công tử tác phong làm việc yên tâm đi lâm công tử nhất định sẽ ra ngoài nghe vậy hứa ý hàm gật gật đầu kỳ thật hứa ý hàm cũng không biết vì cái gì nàng trong nội tâm kỳ thật không hy vọng lâm phong tới mình không phải là hẳn là hy vọng gia hỏa này bị tháo thành tám khối sao vì cái gì lại không hy vọng hắn tới đâu này là lo lắng hắn bị thần diễm thánh giết chết sao mình muốn giết chết hắn rửa sạch trước hổ thẹn, cho nên, chính mình không hy vọng ra hỏa này bị thần diễm thánh giết chết. Hứa ý hàm nghĩ tới lý do này, nàng nhất thời thuyết phục chính mình. Nhất định chính là như vậy, xa xa truyền đến từng đợt bạo động thanh âm, thần thánh quân đoàn tu sĩ mở đường. Chín đầu dao long kéo xe mà đến, thần xe đứng tại trong hư không, có mỹ lệ tỷ nữ mở ra rèm xe, sau đó thần diễm thánh từ bên trong đi ra ngoài, ra ngoài sinh tử quyết đấu, còn làm lớn như vậy phô trương, gia hỏa này thật đúng là một cái hư vinh vô cùng gia hỏa không có lúc nào không nghĩ đến khoe khoang một cái hứa ý hàm thì là nhếch miệng nói mộc nhã thi thì là như có điều suy nghĩ nhìn hứa ý hàm liếc một cái thần diễm thánh đáp xuống sinh tử trên lôi đài hắn rất tuổi trẻ cũng rất anh tuấn giờ này khắc này một thân áo trắng như tuyết đưa hắn tôn lên như là một cái trích tiên nhân đồng dạng nhưng rất nhiều người lại là trong nội tâm mắng to đối với thần diễm thánh người này tràn ngập ác cảm mau nhìn tiểu tử kia đến có trước mấy ngày tham gia giao dịch hội tu sĩ chỉ hướng xa xa kia tên tu sĩ hiển nhiên nhận thức lâm phong mắt thấy lâm phong cùng thần diễm thánh xung đột toàn bộ quá trình cho nên hắn nhìn thấy xa xa bay tới một tên tu sĩ trẻ tuổi về sau lập tức nhận ra thân phận của đối phương này tên tu sĩ trẻ tuổi không phải người khác chính là lâm phong mà xung quanh tu sĩ ánh mắt cũng nhao nhao hướng phía lâm phong nhìn lại khi thấy lâm phong về sau rất nhiều người cũng không khỏi cảm khái khiêu chiến thần diễm thánh tu sĩ cũng quá trẻ tuổi a à. xem ra hắn thật sự chết chắc rồi nguyên bản còn trông cậy vào xuất hiện kỳ thích rất nhiều vây xem tu sĩ cũng không khỏi lắc đầu không có ai cảm thấy lâm phong có thể đánh bại thần diễm thánh cao thủ như vậy liền hứa ý hàm đều cho rằng như vậy chứ đừng nói chi là những cái kia không rõ ràng lâm phong người lâm phong cũng đáp xuống lôi đài mặt trên ta còn tưởng rằng ngươi sẽ như là một cái chó nhà có tang đồng dạng thừa dịp này ba ngày thời gian, tìm cơ hội chuồn mất đó. Thế nhưng ngươi lại không có chạy trốn, thật đúng là vượt quá dự liệu của ta. Thần Diễm Thánh khinh miệt nhìn về phía Lâm Phong, loại ánh mắt đó, bao hàm đối với Lâm Phong thật sâu khinh bỉ. Ta tại sao phải chạy trốn? Hôm nay thiếu gia ta muốn dư thừa, đương nhiên không có chạy trốn. Lâm Phong nhún nhún vai, dư thừa, rất nhiều người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, đón lấy những người kia liền không khỏi nở nụ cười khổ. Lâm Phong lại ý nói, Cùng thần diễm thánh giao thủ, kỳ thật là dư thừa sao? Như thế không đem thần diễm thánh để vào mắt sao? Tiếp xúc qua Lâm Phong người dù sao cũng là cực nhỏ. Cho nên khi mọi người xem đến Lâm Phong như vậy cuồng vọng thời điểm, không khỏi tương đối không lời. Lâm Phong ở đâu ra lực lượng kiêu ngạo như vậy? Đương nhiên, mọi người ngược lại là thật hy vọng Lâm Phong có lớn lối vốn liếng. Có tiêu diệt thần diễm thánh thực lực, nhưng mấu chốt là Lâm Phong quá trẻ tuổi, làm sao có thể là thần diễm thánh đối thủ đâu này? bởi vậy tại rất nhiều người xem ra lâm phong tại thần diễm thánh trước mặt hoàn toàn đó là một con đường chết hiện tại chẳng lẽ là muốn trước khi chết qua vừa qua miệng nghiện rất nhiều người cảm thấy có lẽ thật sự có loại khả năng này tính a bị lâm phong châm chọc thần diễm thánh sắc mặt âm trầm vô cùng khóe miệng của hắn kịch liệt co quắp một cái mồm mép trên công phu hắn thật sự là không như lâm phong tiểu tử ta sẽ xé nát ngươi rồi thần diễm thánh thần sắc hờ hững nhìn về phía lâm phong sau đó hắn từng bước một hướng phía lâm phong đi đến ta muốn để cho ngươi tại trong sự sợ hãi chờ đợi tử vong hàng lâm tiếng nói rơi xuống về sau thần diễm thánh thân thể ở trong nhất thời tản mát ra tới một cỗ cực kỳ khí thức cường đại cỗ này khí thức kinh khủng hướng phía lâm phong bao phủ mà đi áp bách hướng lâm phong tuy thần diễm thánh trong cơ thể khí thức cũng không có nhằm vào phía ngoài tu sĩ thế nhưng rất nhiều xem cuộc chiến tu sĩ cảm nhận được cỗ này khí thức tản mát ra tới uy áp về sau như cũ có một loại gần như tại hít thở không thông cảm giác. Loại kia hít thở không thông cảm giác không khỏi để cho bọn họ ngạc nhiên tất sắc, tâm thần nghiêm nghị. Bá khí, là bá khí, Thần Diễm Thánh tế ra bá khí. Thời điểm này có người nói nói, bất tử giới cao thủ năng nhân bối suất, cho nên có thể nhìn ra tới Thần Diễm Thánh bá tức cũng không được đặc biệt gì làm cho người ta bất khả tư nghị địa phương. Làm nghe nói Thần Diễm Thánh tế ra bá khí về sau, rất nhiều người trên mặt cũng không khỏi lộ ra chấn kinh biểu tình từ xưa đến nay có được khí phách người thật sự là quá hiếm thấy tiên thiên bá khí tự nhiên không cần phải nói muốn thức tỉnh tiên thiên bá khí quả thật khó như lên thiên sau thiên bá tức cũng không được dễ dàng tu luyện đích như vậy bởi vì tu luyện khí phách pháp quyết gần như không thể tìm hơn nữa mặc dù đạt được tu luyện khí phách pháp quyết nếu là không có bá cốt cũng không cách nào tu luyện thành bá khí tu luyện khí phách điều kiện quá hà khắc rồi bởi vậy sau thiên bá khí tu luyện thành công xác suất vô hạn tiếp cận bằng không thời điểm này lại có tu sĩ nói nghe nói thần diễm thánh đã thức tỉnh bá khí này thần diễm thánh thật không hổ là siêu cấp thiên tài a à, vậy mà đã thức tỉnh bá khí vậy tiểu tử vốn cùng thần diễm thánh có tranh lệch cực lớn hiện giờ thần diễm thánh lại tế ra khí phách của mình tiểu tử kia chỉ sợ liền phản kháng lực lượng cũng không có a à. thần diễm thánh nói muốn cho hắn tại trong sự sợ hãi chờ đợi tử vong hàng lâm hắn lời nói này nói quả nhiên không có sai a à. hiện tại tiểu tử kia hẳn là bị thần diễm thánh bá khí cấm cố hiện tại trong nội tâm nhất định cực kỳ sợ hãi a à? đúng vậy a à, loại chuyện này vô luận phát sinh ở ai trên người đoán chừng đều biết cảm giác sợ hãi rất nhiều người đều nghị luận mọi người đều biết một trận chiến này vừa mới bắt đầu cũng đã kết thúc lâm phong thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không còn cũng không phải lâm phong không đủ mạnh lớn mà là thần diễm thánh thật sự là quá cường đại đã cường đại đến làm cho người ta không khỏi hơi bị rung động trình độ thần diễm thánh xuất thủ Lâm Phong căn bản vô pháp chống lại. Đợi tí nữa, Thần Diễm Thánh đoán chừng sẽ hành hạ, giết Lâm Phong a, rất nhiều người cũng không khỏi vì Lâm Phong tiếc hận lên. Chương 4471, bá khí nghiền ép. Thần Diễm Thánh rất chờ mong thấy được Lâm Phong vẻ mặt kinh khủng bộ dáng, hắn thích lấy cao cao tại thượng dáng dấp cúi xem người khác. Hắn thích lấy cao cao tại thượng dáng dấp tới quyết định vận mệnh của người khác. Thế nhưng, Thần Diễm Thánh lại phát hiện mình tại Lâm Phong trên mặt không nhìn thấy bất kỳ kinh khủng biểu tình hắn nhìn thấy chỉ có kia thật sâu khinh miệt cùng diễu cợt. Lâm Phong biểu tình thật sâu đau nhói thần diễm thánh nội tâm. Cũng đau nhói thần diễm thánh tôn nghiêm, thần diễm thánh quả thật lửa giận đốt trời thông thường. Lâm Phong có tư cách gì, đối với hắn lộ ra như vậy khinh miệt cùng diễu cợt biểu tình. Hiện tại thần diễm thánh thầm nghĩ hung hăng nhục nhã Lâm Phong một phen. Để cho Lâm Phong quỳ ở trước mặt của hắn, như là một con chó đồng giảng, chó vẫy đuôi mừng chủ. Quỳ xuống, thần diễm thánh thanh âm băng lãnh nói, càng cường đại hơn áp bách chi lực hướng phía lâm phong tuôn động mà ra. Thần diễm thánh khí thế chân áp hướng lâm phong, dung nhập khí phách khí thế tự nhiên là thập phần cường đại. Thế nhưng tại lâm phong xem ra, lại không chịu nổi một kích. Lâm phong mỉa mai nói, chúc tài mọn cũng dám lấy ra tới bêu xấu. Nếu là ta mà nói, không bằng trực tiếp tìm một cái khối đậu hũ đụng chết. Nghe được Lâm Phong lời nói này về sau rất nhiều người không khỏi đều là cười khổ biểu tình. Bởi vì Lâm Phong thật sự quá kiêu ngạo, quá cuồng ngạo. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua như Lâm Phong đồng dạng lớn lối như thế, như thế cuồng vọng người. Hơn nữa tại mọi người nhìn lại, Lâm Phong tựa hồ căn bản không có tư cách tại thần diễm thánh trước mặt biểu hiện kiêu ngạo như vậy. Cuồng vọng như vậy, rốt cuộc Lâm Phong tu vi cùng thần diễm thánh so với, tranh lệch thật sự là quá lớn. Thần diễm thánh từng bước một hướng phía Lâm Phong đi đến, trong cơ thể hắn bá khí uy lực cũng ở không ngừng đề thăng. Chính như hắn chỗ nói đồng dạng, hắn muốn lấy bá khí chân áp Lâm Phong, sau đó để cho lâm phong quỳ trên mặt đất thế nhưng lâm phong căn bản cũng không chịu ảnh hưởng tôm tép nhãi nhép lâm phong nhìn về phía thần diễm thánh nhẹ nhàng phun ra bốn chữ chịu này vỗ nhục thần diễm thánh đã là sát ý sông thiên mà giờ này khắc này đám người xem náo nhiệt cũng phát hiện một chút không đúng địa phương mọi người cho rằng lâm phong căn bản chịu không được thần diễm thánh bá khí công kích thế nhưng lâm phong lại một chút việc tình cũng không có điều này làm cho rất nhiều người lộ ra kinh ngạc vô cùng biểu tình rất nhiều người trong óc bỗng nhiên đã hiện lên một cái ý niệm trong đầu hẳn là người này thật sự có biện pháp đối phó thần diễm thánh hay sao làm ý nghĩ này xuất hiện trong đầu thời điểm rất nhiều người cũng không khỏi bị giật mình rốt cuộc đây cũng quá không thể tưởng tượng một chút bởi vì lâm phong thật sự là quá trẻ tuổi nhiều khi tuổi trẻ sẽ bị người khinh thường ta muốn mạng ngươi lửa giận thao thiên thần diễm thánh quát lạnh một tiếng mang theo vô tận bá khí hướng phía lâm phong đánh giết mà đi hôm nay ta để cho ngươi biết cái gì mới thật sự là bá khí lâm phong thần sắc hờ hững nói sau một khắc lâm phong tế ra tứ đại bá khí tứ đại bá khí trồng lên một chỗ sau đó hướng phía thần diễm thánh đánh giết mà đi lâm phong tứ đại bá khí bên trong uy lực yếu nhất kỷ nguyên bá khí bây giờ đẳng cấp cũng đã vượt qua thần diễm thánh khí phách đẳng cấp huống chi lâm phong đem bốn loại bá khí trồng lên lại với nhau thi triển chỗ bộc phát ra tới uy lực lại càng là cường đại vô pháp tưởng tượng tứ đại bá khí bộc phát ra tới hủy thiên diệt địa công kích. Trong chớp mắt đánh tan thần diễm thánh bá khí, sau đó hung hăng đánh giết hướng thần diễm thánh, thần diễm thánh thần sắc hoảng hốt, nhanh chóng thi triển ra tới một môn phòng ngự thần thông để ngăn cản Lâm Phong bá khí công kích. Thần diễm thánh thi triển ra tới phòng ngự thần thông gọi là Kim Quang Thánh Thiên Cháo. Ông ánh chói mắt thánh quang ngưng tụ mà thành, hình thành một cái to lớn quang cháo, mà cái này to lớn quang cháo, đem thần diễm thánh bảo hộ ở trong đó. Thần Diễm Thánh muốn lấy cái này phòng ngự quang cháo ngăn cản được Lâm Phong khí phách công kích. Thế nhưng Thần Diễm Thánh tính toán lại đánh lầm rồi, hắn phòng ngự thần thông tuy cường đại, thế nhưng muốn ngăn cản được Lâm Phong tứ đại bá khí. Đây là hạng gì chuyện khó khăn a, à? gần như là không thể nào thực hiện sự tình, cho nên, làm Lâm Phong tứ đại bá khí cùng Thần Diễm Thánh thể ngoại mặt phòng ngự quang cháo đụng vào nhau về sau. Kia cái phòng ngự quang cháo trực tiếp nứt vỡ, lập tức Thần Diễm Thánh bị đánh bay ra ngoài. Oa Giữa không trung, thần diễm thánh miệng lớn thổ huyết, tại thời khắc này, khổng lồ quảng trường trong chớp mắt trở nên lặng ngắt như tờ lên. Thần diễm thánh, một tôn nhân tiên cấp bậc siêu cấp thiên tài lại bị Lâm Phong đánh thổ huyết. Đây cũng quá không thể tưởng tượng a, à. mỗi người trên mặt đều là khó có thể tin, ngạc nhiên thất sắc biểu tình. Hắn vậy mà thật sự cường đại như vậy, ta lúc trước vẫn cho là hắn đang khoác lác, hiện tại mới biết được, hắn vậy mà thật sự có cường đại như vậy tu vi. Khó trách hắn như thế lớn lối như thế tùy tiện ta nếu là có tu vi như vậy ta so với hắn còn lớn lối còn tùy tiện kỳ thật hắn khả năng chỉ là tại trình bày một sự thật mà thôi nhưng ở chúng ta xem ra lại trở thành hắn rất lớn lối hắn rất tùy tiện người này rốt cuộc là ai tuổi còn trẻ vậy mà cường đại như vậy hơn nữa hắn còn là nhân tộc tu sĩ chẳng lẽ là thiên nhân tộc hoặc là tiên nhân tộc tu sĩ sao nhân tộc hiện giờ suy bại cũng liền chỉ có mấy cái chủng tộc chưa từng suy bại mà thôi không rõ ràng lắm người này thập phần thần bí, trước đó chưa từng nghe nói qua người này. Dậm dạp chẳng chịt tu sĩ cũng bắt đầu đều nghị luận lên. Lâm Phong thể hiện ra tới chiến lực thật sự là quá mức tại rung động nhân tâm. Thế cho nên trên mặt mọi người đều lộ ra kinh hãi đến cực điểm biểu tình. Tất cả mọi người tại suy đoán Lâm Phong thân phận, thế nhưng trên cơ bản đều không có cái gì đầu mối. Dù cho những cái kia một chỗ tham gia giao dịch hội người, đối với Lâm Phong cũng chưa quen thuộc. Thậm chí, liền ngay cả Mộc Nhã Thi hứa ý hàm đám người đối với Lâm Phong đồng dạng không thể nào quen thuộc. Không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà như thế khủng bố. Hứa ý hàm cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Lúc trước nàng đánh lén qua Lâm Phong, nhưng cuối cùng bị Lâm Phong bắt cầm, kỳ thật hứa ý hàm phải không như thế nào phục Lâm Phong. Nàng cảm giác mình còn có một ít ẩn dấu tuyệt chiêu không có thi triển ra tới nha. Nếu là thi triển ra tới, không nhất định sẽ bại bởi Lâm Phong. Thẳng đến hôm nay thấy được Lâm Phong chân chính xuất thủ hứa ý hàm mới biết được lâm phong đến cùng cỡ nào khủng bố ta trước nói qua nếu ngươi phải không dựa vào lấy thần thánh thiên vương thanh danh ngươi tính cái thứ gì liền để cho bổn thiếu gia nhìn nhiều ngươi cái nhìn này tư cách cũng không có bổn thiếu gia muốn bóp chết ngươi quả thật giống như là bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản liền ngươi như vậy phế vật liền để cho bổn thiếu gia xuất thủ tư cách cũng không có cho nên thu hồi ngươi tự ngạo a à, bởi vì ngươi căn bản cũng không có đáng kiêu ngạo địa phương hiện tại Ngươi lập tức quỳ xuống, hướng bổn thiếu ra dập đầu xin lỗi. Bổn thiếu ra có thể làm cho ngươi một con chó mệnh, bằng không mà nói, dù cho ngươi là thần thánh thiên vương tôn tử, hôm nay bổn thiếu ra như cũ lấy ngươi mạng chó. Lâm Phong đứng tại trong hư không, giống như tôn thiếu niên thánh hoàng đồng dạng, hắn một phen ngôn ngữ. Có thể nói lớn lối vô cùng, nhưng giờ này khác này, tất cả mọi người cảm thấy này là chuyện đương nhiên. Tu luyện giả thế giới, cường giả vi tôn, Lâm Phong quá cường đại, cho nên Lâm Phong nói cái gì đều là chuyện đương nhiên sự tình. Chương 4472, Thái Cổ Long Tượng Quyết chương 4473. Thần Diễm Thánh vẫn luôn thuận buồn xuôi gió đã quen, gia hỏa này chưa bao giờ một bại, thẳng đến tại Lâm Phong nơi này kinh ngạc, cho nên Thần Diễm Thánh hiện tại cực kỳ tức giận, hận không thể đem Lâm Phong phanh thây xé xác thông thường. Hôm nay Lâm Phong mang cho hắn sỉ nhục, thiếu chút nữa để cho hắn trực tiếp điên mất thông thường. Tiểu tử, ta thừa nhận lúc trước ta xác thực khinh thị ngươi. Thực lực của ngươi, vượt quá dữ liệu của ta bên trong, thế nhưng hôm nay ngươi như cũ vẫn là chỉ còn đường chết, rất nhanh ngươi sẽ biết ta đến cùng cỡ nào khủng bố, đến lúc sau, ta sẽ cho ngươi tại vô tận trong tuyệt vọng tử vong. Thần Diễm Thánh ánh mắt oán độc nhìn về phía Lâm Phong. Lập tức, nghi tâm của hắn bên trong, tuôn ra tới từng đợt thánh quang. Hắn nghi tâm bên trong tuôn ra thánh quang hết sức cường đại. Kia từng đợt thánh quang, phảng phất ẩn chứa hủy diệt thế gian lực lượng. Lâm Phong hơi hơi nhíu mày, hắn có một loại cảm giác kỳ quái, kia thần diễm thánh nguy tâm bên trong thánh quang, cũng không phải lực lượng của hắn. Ông, bỗng nhiên, thánh quang rơi, tại thánh quang bên trong, xuất hiện một người tu sĩ. Đó là một tên ăn mặc thánh giáp lão già, tên lão già kia thân thể ở trong tản mát ra tới làm cho người ta không khỏi hơi bị hít thở không thông khí tức. Tên lão già kia, cường đại, thần bí, bất hủ, cao cao tại thượng, giống như tôn thần chi, thần thánh thiên vương, là thần thánh Thiên Vương, khi thấy tên lão giả kia về sau rất nhiều người không khỏi kinh hô lên. Tên lão giả kia, dĩ nhiên là thần thánh Thiên Vương, cao cao tại thượng thần thánh Thiên Vương, thiên đế dưới trướng 18 lớn Thiên Vương một trong thần thánh Thiên Vương. Ai cũng không ngờ tới, tại thần diễm thánh nghi tâm bên trong vậy mà sẽ xuất hiện một đạo thần thánh Thiên Vương hư ảnh. Là bổn nguyên chi khí, đây là thần thánh Thiên Vương một đạo bổn nguyên chi khí, phong ấn tại thần diễm thánh nghi tâm bên trong, nếu là thần diễm thánh gặp phải nguy hiểm, liền có thể vận dụng đạo này bổn nguyên chi khí đối địch. Làm thần diễm thánh vận dụng đạo này bổn nguyên chi khí về sau, hắn chiến lực sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Thấy được thần thánh thiên vương hư ảnh về sau, một tên lão giả trầm giọng nói: "Hiển nhiên này tên lão giả đối với thần diễm thánh thủ đoạn có chỗ hiểu rõ. Thần thánh thiên vương hư ảnh chính là bổn nguyên khí biến thành mà thành. Cho nên thần thánh thiên vương hư ảnh ẩn chứa thần thánh thiên vương bộ phận lực lượng. Mặc dù chỉ là một đạo bổn nguyên khí, cũng không phải chuyện đùa." Rốt cuộc, đây chính là chân tiên cảnh giới cường giả bổn nguyên khí. Có thể tưởng tượng, cái này cấp bậc cường giả bổn nguyên khí, đến cùng đến cỡ nào cường đại. Thần Thánh Thiên Vương hư ảnh cùng Thần Diễm Thánh trong chớp mắt hợp nhất. Đón lấy, Thần Diễm Thánh thân thể ở trong, đã tuôn ra từng đợt khủng bố đến cực điểm ba động. Cho dù ai cảm nhận được cỗ này ba động về sau cũng sẽ không tin tưởng cỗ này ba động dĩ nhiên là Thần Diễm Thánh thân thể ở trong tàn mát ra tới ba động. Thật sự là quá mức tại cường đại, làm cho người ta không dám tin. Như một tôn cổ xưa cường giả từ trong lúc ngủ say phục hồi qua thông thường. Tất cả mọi người không khỏi thần sắc đại biến, sau đó sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía thần diễm thánh. Thần diễm thánh lấy được thần thánh thiên vương một đạo bổn nguyên khí gia trì, hiện tại chiến lực đã tăng vọt đến cực hạn đỉnh phong, tiểu tử kia tuy vô cùng cường đại, nhưng giờ này khác này, sợ là đã không phải là thần diễm thánh đối thủ a. À. Đúng vậy a, à, muốn đánh bại bây giờ thần diễm thánh thật sự là quá khó khăn a. À. Hiện giờ thần diễm thánh đến cùng đến cỡ nào cường đại, căn bản vô pháp tưởng tượng. Vậy tiểu tử cùng thần diễm thánh trong đó kết thù kết quá sâu, cho nên thần diễm thánh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Rất nhiều tu sĩ không khỏi đều nghị luận lên, hiển nhiên những tu sĩ này thấy được thần diễm thánh thi triển ra tới thủ đoạn về sau. Đối với Lâm Phong lòng tin, trong chớp mắt liền sụp xuống thông thường. Thần diễm thánh bản thân cũng đã đầy đủ cường đại, giờ này khắc này lấy được thần thánh thiên vương bổn nguyên khí gia trì, Thần Diễm Thánh cường đại, đã đến nghe giận cả người trình độ, cho nên những tu sĩ kia đã không hề xem trọng Lâm Phong, ta ngược lại là cảm thấy tiểu tử kia có lẽ cũng có một chút nghịch thiên thủ đoạn. Nói không chừng không bị thua cho Thần Diễm Thánh, không sai, ta cũng cho rằng như vậy, tiểu tử kia rất nghịch thiên, ngàn vạn không nên xem thường hắn. Cũng có một chút tu sĩ đối với Lâm Phong so sánh có lòng tin. Bất kể là đối với Lâm Phong có lòng tin tu sĩ, hay là nhìn không tốt Lâm Phong tu sĩ. Giờ này khắc này, tất cả lực chú ý đều chú ý tới đây lôi đài. Đỉnh phong đại chiến, lập tức liền muốn bắt đầu. Tiểu tử, người biết đợi tí nữa chính ngươi sẽ chết như thế nào sao? Thần diễm thánh mâu quang băng lãnh nhìn về phía lâm phong. Trong con người lóe ra vô tận sát ý, quả đấm của hắn mặt trên, lượn lờ lấy vô cùng vô tận thánh quang. Hiển nhiên, thần diễm thánh đang nổi lên cường đại công kích, lấy được thần thánh thiên vương bổn nguyên chi lực ra chỉ thần diễm thánh đối với chính mình chiến lực cực kỳ tự tin hắn tin tưởng tiêu diệt lâm phong, căn bản không cần tốn nhiều sức, phế vật dù cho lấy được ngoại lực gia trì, như cũng vẫn là phế vật, kiến hôi tại sao có thể cùng cự long tranh phong đâu này. Lâm phong nhàn nhạt đáp lại nói, hắn lời nói này, nói phong đạm vân khinh, nhưng ở rất nhiều người xem ra, lâm phong lại là bá khí lộ ra ngoài. Ai dám ở thời điểm này, đối với thần diễm thánh nói ra như vậy một phen lời tới. Lâm Phong liền dám nói, những cái kia đang xem cuộc chiến người, không khỏi cảm giác nóng huyết sôi trào thông thường. Lâm Phong một phen, tựa hồ đem trong cơ thể của bọn họ nhiệt huyết đều cho đốt lên thông thường. Tiếp ta một quyền, thần diễm thánh thần sắc băng lãnh, cách hư không, một quyền hướng phía Lâm Phong đánh giết mà đi. Một cái do thánh quang ngưng tụ mà thành năng lượng chi quyền. Rất nhanh hướng phía Lâm Phong đánh giết mà đi, Lâm Phong hướng phía bên trái lướt ngang quá khứ, hắn tránh thoát kia đánh giết mà đến một quyền. Sau đó Lâm Phong từng bước một hướng phía thần diễm thánh đi đến. Thần Diễm thành ánh mắt phát lạnh, hắn một quyền đón lấy một quyền hướng phía Lâm Phong đánh giết mà đi. Mỗi một quyền đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa trị uy, dậm dạp chằng chịt quyền ảnh ngưng tụ mà thành, trong chớp mắt đánh giết đến Lâm Phong trước người, thế nhưng Lâm Phong tránh thoát kia từng đạo đánh giết mà đến quyền ảnh. Gia hỏa này thật sự là lợi hại a, à. Hứa Ý Hàm cũng không khỏi kinh hô lên, nàng phát hiện, đối với Lâm Phong lý giải càng sâu, càng hiện, Lâm Phong càng thêm khủng bố. Lâm Phong trên người phảng phất bao phủ một tầng thần bí khăn che mặt thông thường, làm cho người ta không tự chủ được, muốn vạch trần tầng này thần bí khăn che mặt, sau đó, nhìn xem Lâm Phong đến cùng là người nào, vượt qua hồng hoang, phá toái các thế, thấy được Lâm Phong khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, Thần Diễm Thánh cảm nhận được một tia nguy hiểm khí tức. Sắc mặt của hắn càng âm trầm lên, cho nên Thần Diễm Thánh không hề có giữ lại chút nào, trực tiếp thi triển ra tới cường đại nhất công kích. Cái này thần thông thi triển sau khi đi ra ở giữa thiên địa nhất thời tràn ngập ra một cỗ hồng hoang khí tức. Vô cùng vô tận hồng hoang chi lực, tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Tại kia vô cùng vô tận hồng hoang chi lực, truyền ra tới trời dung đất chuyển nghiền thiên thanh âm, giết, đón lấy, tiếng gầm gừ vang vọng vân tiêu, chống trận lôi động thanh âm, cũng tùy theo truyền ra, rậm rạp chằng chịt đại quân, rất nhanh từ đằng xa vào tới, hàng tỷ đại quân, phảng phất vượt qua thời đại hồng hoang mà đến, bất tử giới hư không là bực nào chắc chắn, nhưng giờ này khắc này, bất tử giới hư không, tại hàng tỷ đại quân nghiền ép, vậy mà đều xuất hiện vô số vết nứt. Chương 4473, phục hồi thiên nhân huyết mạch. Thật cường đại thần thông, thần diễm thánh lấy được thần thánh thiên vương bổn nguyên khí gia trì, còn có cái này vô cùng cường đại thần thông, quả thật vô địch a, à, tiểu tử kia sợ là muốn thua ở thần diễm thánh trong tay, nói không chừng sẽ bị thần diễm thánh trực tiếp chu sát. Một tên tên tu sĩ kinh hô lên, cảm nhận được thần diễm thánh công kích chỗ đáng sợ, những tu sĩ kia trên mặt đều là ngạc nhiên thất sắc biểu tình, Thần Diễm Thánh đánh ra công kích xác thực quá đáng sợ một chút. Cho nên, giờ này khắc này, những cái kia nguyên bản liền không quá xem trọng Lâm Phong tu sĩ lại càng thêm nhìn không tốt Lâm Phong. Mà những cái kia nguyên bản xem trọng Lâm Phong tu sĩ, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên, Thần Diễm Thánh công kích khủng bố như thế, để cho những tu sĩ kia đối với Lâm Phong cũng không có lực lượng. "Hả?" Lâm Phong hơi hơi nhíu mày, hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía thần diễm thánh gia hỏa này đánh ra cái này thần thông thật đúng là đầy đủ cường đại a à. đương nhiên thần thông cường đại là một mặt chính yếu nhất chính là thần thánh thiên vương đạo kia bổn nguyên chi khí quá cường đại thần thánh thiên vương bổn nguyên chi khí trên phạm vi lớn ra chỉ lấy thần diễm thánh công kích cho nên thần diễm thánh công kích xác thực hết sức khủng bố bất quá lâm phong cũng không bất kỳ sợ hãi hắn tại trong hư không cất bước bước tới đón lấy lâm phong bắt đầu niệm động chú ngữ vậy vĩ đại mệnh vận chi đạo A, à, xin hàng lâm xuống đến vận mạng lực lượng, để cho những cái kia đã sớm mất đi nguyên linh, quy về yên lặng, lâm phong thanh âm, vang vọng tại ở giữa thiên địa, làm thanh âm của hắn rơi xuống về sau, trong nháy mắt tại trong hư không nhất thời xuất hiện một cái mạng vận trường hà. Cái kia vận mệnh trường hà cuốn thiên địa, chấn động hư không, vận mệnh trường hà bay thẳng đến kia rậm rạp chẳng chịt nghiền ép mà đến đại quân bao phủ mà đi. Vận mạng lực lượng hàng lâm xuống đến, vận mạng lực lượng, trào vào những tu sĩ kia trong thân thể làm vận mạng lực lượng dũng mãnh vào những tu sĩ kia thân thể về sau những tu sĩ kia thân thể bắt đầu càng ngày càng mở đi tu sĩ đại quân bản thân chính là hư ảo hình thể bọn họ là thần thông diễn biến mà thành không phải là chân thật tồn tại vận mạng lực lượng để cho bọn họ quy về hư vô bên trong không tốt thấy như vậy một màn về sau thần diễm thánh sắc mặt đột nhiên đại biến Hắn vốn là muốn lấy bằng vào cái này cường đại thần thông nhất cử đánh tan Lâm Phong, nhưng hắn không nghĩ tới, Lâm Phong thần thông, vậy mà khắc chế hắn thần thông. Thấy được rậm rạp chẳng chịt đại quân thân thể tựa hồ muốn hoàn toàn tiêu tán thông thường. Thần Diễm Thánh tự nhiên không cam lòng, cường đại pháp lực liên tục không ngừng tuôn ra, hắn đang tại ra chỉ cái này thần thông. Đại quân hư ảnh tựa hồ ngưng thực một chút, thế nhưng là, đại quân hư ảnh nhất định vô pháp chống lại Lâm Phong mệnh vận chi đạo. Làm đại quân hư ảnh vào tới Lâm Phong trước người thời điểm đại quân hư ảnh trực tiếp tiêu tán thấy như vậy một màn thần diễm thánh khóe miệng đều kịch liệt co quắp hắn không muốn tin tưởng mình đã chứng kiến hết thảy hắn vô pháp tiếp nhận chính mình đã chứng kiến hết thảy lấy được thần thánh thiên vương bổn nguyên khí ra chỉ đánh ra tuyệt đỉnh thần thông lại bị lâm phong cho phá hết này đối với luôn luôn cao ngạo vô cùng thần diễm thánh tạo thành đả kích thật sự là quá lớn ôi trời ơi người này đã cường đại như vậy sao xem cuộc chiến tu sĩ lại càng là liên tục kinh hô cũng khó trách những tu sĩ này như thế chấn kinh, thần diễm thánh công kích xác thực quá cường đại, thế nhưng là cường đại như thế tổng cộng có thể thậm chí cũng không có phát huy ra bất kỳ uy lực. Cũng đã bị Lâm Phong cho phá hết, vô luận đổi thành ai, đều sẽ cảm giác được bất khả tư nghị. Lâm Phong thì là thừa cơ hội này rất nhanh hướng phía thần diễm thánh vào tới. Vượt qua hồng hoang, phá toái các thế, vừa lúc đó Lâm Phong cũng thi triển ra tới một môn thần thông. Hắn chợt thi triển thần thông, dĩ nhiên là lúc trước thần diễm thánh thi triển ra tới thần thông. Lâm Phong lấy 72 biến cái này thần thông, thôi diễn ra thần diễm thánh cái này thần thông thi triển pháp môn. Lâm Phong 72 biến rất nghịch thiên, đây là tề thiên đại thánh truyền thừa. Cái này thần thông, có thể thôi diễn hết thảy thần thông. Cho nên trên lý luận mà nói, Lâm Phong phàm là thấy thần thông. Cũng có thể dùng 72 biến thôi diễn ra ngoài. Hiện giờ, tại Lâm Phong xung quanh, vô cùng vô tận đại quân ngưng tụ mà thành. Những cái kia đại quân vượt qua Hồng Hoang mà đến, nghiền nát các thế, một bộ diệt thế cảnh tượng, làm thấy như vậy một màn về sau, tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Lâm Phong vậy mà thi triển ra tới thần diễm thánh thần thông. Điều này làm cho mọi người cực kỳ nghi hoặc, không biết Lâm Phong là làm sao làm được. Gia hỏa này quá lợi hại a. À? Hứa Ý Hàm cũng không khỏi chấn kinh nói, bên người nàng những cái kia thiên nữ cung nữ tu nhau nhau gật đầu. Lâm Phong xác thực quá lợi hại. Không ít nữ tu trong mắt đẹp thì là lộ ra dị sắc vẻ. Từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng, Lâm Phong như thế bá khí, hơn nữa tuổi còn trẻ, cường đại như vậy, còn có Lâm Phong anh tuấn bất phàm, tự nhiên để cho vô số nữ tử tâm hồn thiếu nữ ám hứa. Một chút nữ tu thậm chí nghĩ đến là có thể hay không thỉnh cầu Mộc Nhã thi sư tỷ hỗ trợ giới thiệu một cái. Nói không chừng có thể cùng Lâm Phong thành tựu một phen nhân duyên đâu này. Kỳ thực, giờ này khắc này Mộc Nhã thi cũng hết sức chấn kinh. 72 biến, Tề Thiên Đại Thánh thần thông, Mộc Nhã thi hít sâu một hơi, nữ nhân này quả thực bất phàm, liếc một cái liền nhận ra Lâm Phong thi triển ra tới thần thông. Lâm Phong mang theo vô tận đại quân, trực tiếp đánh bay thần diễm thánh. Oa, à, thần diễm thánh lần nữa miệng lớn thổ huyết, hơn nữa trên người hắn truyền ra tới răng rắc răng rắc nứt xương thanh âm. Cũng không biết có bao nhiêu cục xương trực tiếp đứt gãy. Thấy được thần diễm thánh như vậy thê thảm bộ dáng, rất nhiều người có cảm giác hả hê lòng người a thần diễm thánh ra hỏa này chết một ngàn lần một vạn lần cũng khó rõ ràng trong lòng mọi người mối hận thần diễm thánh ngươi thật sự quá yếu hôm nay ta trước chém ngươi sau đó lại tìm cơ hội tiêu diệt ngươi lão tử thần tông thiên lâm phong cười lạnh nói tiểu tử ngươi quá tự cho là thần diễm thánh lạnh lùng nói hắn hiện tại quả thật hận muốn điên thông thường hiện giờ hắn chịu như vậy thương tổn nghiêm trọng quả thật chính là trong đời sỉ nhục lớn nhất thiên người Huyết mạch đối mặt với rất nhanh đánh tới Lâm Phong cùng Lâm Phong ngưng tụ vô tận đại quân. Thần Diễm Thánh giống to, Thần Diễm Thánh là thiên nhân tộc tu sĩ, hắn thiên nhân huyết mạch, có lẽ cùng Thiên Đế nhất mạch không có cách nào so sánh. Thế nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói, kỳ thực trên Thần Diễm Thánh thiên nhân huyết mạch cũng là thập phần cường đại. Vì đối kháng Lâm Phong, Thần Diễm Thánh thi triển ra tới chính mình thiên nhân huyết mạch. Thần Diễm Thánh thiên nhân huyết mạch phục hồi qua, Thiên Nhân Thánh Quốc đón lấy thần diễm thánh giống to lên tiếng. Tại thần diễm thánh sau lưng, hiện ra tới một tòa cổ xưa quốc độ. Này tòa quốc độ, là thiên nhân tộc lý tưởng thánh quốc. Thần bí, cổ xưa, cường đại, bất hủ, hàng tỷ đại quân đánh tới, lại bị thần diễm thánh ngưng tụ thiên nhân thánh quốc trong chớp mắt thôn phệ. Sau đó thần diễm thánh tế ra thiên nhân thánh quốc, âm âm nổ mạnh thanh âm truyền ra, thiên nhân thánh quốc nghiền ép lấy hư không, hướng phía lâm phong trấn áp mà đi. Chương 4474, Chúa tể chi nhận phá thiên nhân huyết mạch. Thiên nhân thánh quốc rất đáng sợ, lúc trước Mai Táng vô cùng vô tận đại quân. Hiện tại thì là muốn Mai Táng Lâm Phong, Thiên nhân huyết mạch, thần diễm thánh kích hoạt lên chính mình thiên nhân huyết mạch. Hắn thiên nhân huyết mạch vô cùng cường đại, hiện giờ hắn kích hoạt chính mình thiên nhân huyết mạch, tiểu tử kia còn có thể là đối thủ của hắn sao? Lúc này liền có tu sĩ kinh hô lên, thiên nhân huyết mạch là ở giữa thiên địa cường đại nhất huyết mạch một trong. Kỳ thật, từ kỳ nguyên bắt đầu đến bây giờ, tất cả lớn huyết mạch đều suy bại lợi hại, thế nhưng thiên nhân huyết mạch là số ít không sao cả suy bại huyết mạch một trong. Có lẽ, chính là bởi vì vậy nguyên nhân, cho nên bây giờ thiên nhân tộc mới có thể như vậy cường thịnh. Thiên nhân huyết mạch cường đại, tuyệt đối là rung động nhân tâm, tại bất tử giới, thiên nhân tộc cũng không phải đặc biệt nhiều. Bất tử giới thiên nhân tộc thân phận địa vị đều hết sức tôn sùng. Tỷ như thiên đế nhất mạch, tỷ như thần thánh thiên vương nhất mạch, Địa vị của bọn hắn đều là cao cao tại thượng. Liếc xéo chúng sinh, thông thường cũng có rất ít người có thể bức bọn họ đem thiên nhân huyết mạch thi triển ra. Thế nhưng tại Lâm Phong liên miên không rứt thế công chi xuống, Thần Diễm Thánh không thể không kích hoạt chính mình thiên nhân huyết mạch. Thần Diễm Thánh thiên nhân huyết mạch vô cùng mạnh mẽ, bằng không mà nói cũng sẽ không ngưng tụ ra tới thiên nhân thánh quốc. Rất nhiều người nhìn về phía thiên nhân thánh quốc trong ánh mắt đều mang theo vẻ kính sợ. Giống như là thế gian thế giới dân chúng bình thường Thấy được hoàng tôn quý tộc đồng dạng e ngại, mọi người không biết Lâm Phong có thể hay không chống lại thần diễm thánh thiên nhân huyết mạch. Hiện tại đã không có người lại vọng thêm bình luận chuyện này, bởi vì Lâm Phong thật sự là rất không phải phàm, vô luận Lâm Phong làm ra cái dạng gì sự tình tất cả mọi người cảm thấy này là chuyện đương nhiên sự tình. Cho nên dù cho hiện tại Lâm Phong có thể phá vỡ thần diễm thánh thiên nhân huyết mạch, mọi người cũng sẽ không có bất kỳ hoài nghi, thiên nhân huyết mạch, tốt một cái thiên nhân huyết mạch, bất quá nói trở lại hôm nay máu người mạch năm đó ở ta trong nhân tộc, cũng coi như không hơn đặc biệt cường đại huyết mạch. Đối mặt với thiên nhân thánh quốc công kích, Lâm Phong như cũ vẫn là một bộ phong đạm vân khinh biểu tình. Nghe được Lâm Phong lời nói này về sau thần diễm thánh cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi không khỏi quá tự cho là một chút, thiên nhân huyết mạch, hiện tại thế nhưng là ở giữa thiên địa cường đại nhất huyết mạch, người thân là nhân tộc tu sĩ, huyết mạch của ngươi nhất định bị ta thiên nhân huyết mạch chỗ áp chế. Thần diễm thánh thần sắc hờ hững nhìn về phía Lâm Phong hiển nhiên hắn đối với thiên nhân huyết mạch cực kỳ tự tin những người còn lại cũng là chấp nhận thần diễm thánh lần này thuyết pháp bởi vì thiên nhân huyết mạch đúng là nhân tộc cường đại nhất huyết mạch một trong lâm phong nói tiên thiên nhân tộc thời kỳ vượt qua thiên nhân huyết mạch nhân tộc huyết mạch số lượng cũng không ít chỉ bất qua theo thời gian trôi qua những cái này huyết mạch đa số đã yên lặng mà thôi nghe nói một câu sao gọi là thằng lùn bên trong nhổ tướng quân cũng không phải là thiên nhân huyết mạch đến cỡ nào cường đại mà là bởi vì từ khi tiên thiên nhân tộc huyết mạch yên lặng về sau, năm đó nhìn như có chút phổ thông thiên nhân huyết mạch, mới tại rất nhiều phổ thông huyết mạch bên trong, trổ hết tài năng. Lâm Phong lời nói này đem thiên nhân huyết mạch dáng trước cái gì cũng sai. Điều này làm cho thần diễm thánh lửa giận thao thiên thông thường. Hắn cười lạnh nói, tiểu tử, sắp chết đến nơi, lại vẫn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngược. Tiếng nói rơi xuống, thiên nhân thánh quốc đã từ trên trời giáng xuống nhìn từ xa lấy Lâm Phong sẽ bị thiên nhân thánh quốc chân áp. Vừa lúc đó, Lâm Phong cười lạnh thanh âm bỗng nhiên truyền ra, người không biết không sợ, hôm nay ta liền để cho người biết thiếu ra sự lợi hại của ta chỗ. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Phong bắt đầu vận chuyển chính mình chúa tể đế huyết. Ông, chúa tể chi nhận chấn động ra đáng sợ ba động, sau đó, từ Lâm Phong trong đan điền đã bay ra ngoài. Chúa tể chi nhận ẩn chứa lực lượng đã cường đại đến làm cho người ta không khỏi hơi bị rung động trình độ ở giữa thiên địa, có một chuôi cổ sát khí cũng là chúa tể chi nhận. Mà Lâm Phong ngưng tụ chúa tể chi nhận, chính là chúa tể đế huyết thức tỉnh thời điểm, thức tỉnh ra ngoài năng lực. Cho nên, Lâm Phong vẫn cảm thấy, chúa tể chi nhận cái này cổ sát khí, có phải hay không cùng chúa tể đế tộc có quan hệ sâu đậm. Đương nhiên, là không phải mình suy đoán đồng dạng, chuyện này cần đợi đến về sau lại đi chứng thực một phen. Giờ này khắc này, chúa tể chi nhận đã bay đến Thiên Nhân Thánh Quốc bên cạnh. Sau đó, chúa tể chi nhận hướng phía thiên nhân thánh quốc chém giết mà đi tất cả mọi người liền thấy được lâm phong chúa tể chi nhận vậy mà trực tiếp xé rách thiên nhân thánh quốc rất nhiều người trong mắt thiếu chút nữa trực tiếp chừng ra ngoài thông thường thiên nhân thánh quốc thế nhưng là thiên nhân huyết mạch ngưng tụ mà thành thần thông a hiện giờ vậy mà khó có thể ngăn cản được lâm phong công kích lâm phong công kích không khỏi quá cường đại a thật sự là có chút khó tin a tất cả mọi người trong nội tâm đều dâng lên một cái nghi hoặc Lâm Phong làm thế nào tu luyện, mặc dù từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, chỉ sợ cũng không cách nào tu luyện ra ngoài như vậy nghịch thiên chiến lực a. À. Thế nhưng, Lâm Phong lại nắm giữ lấy như vậy chiến lực, để cho mọi người trong nội tâm có cảm giác rung động không thôi. Chúa tể chi nhận tại phá hủy thiên nhân thánh quốc về sau, liền rất nhanh hướng phía thần diễm thánh chém giết mà đi. Không, không có khả năng, thần diễm thánh bệnh tâm thần gầm hét lên, hắn thiên nhân huyết mạch phục hồi đánh ra công kích, lại còn là bị Lâm Phong cho phá hết. Này đối với thần Diễm Thánh đả kích thật sự là quá lớn. Thần Diễm Thánh, căn bản không tiếp thụ được đả kích như vậy. Thần Diễm Thánh sợ là muốn xong đời. Rất nhiều người trên mặt lộ ra nụ cười. Thần Thánh quân đoàn tại tội vực bên trong tiêu diệt không ít gia tộc, thế lực. Bọn họ thậm chí hơi hơi hoài nghi đối phương cùng tội huyết hậu nhân có quan hệ. Sẽ đem đối phương cả nhà đổ sát. Thần Thánh quân đoàn thanh danh cũng sớm đã triệt để xấu thế nhưng thần thánh quân đoàn quá cường đại cho nên mọi người mặc dù đối với thần thánh quân đoàn cực kỳ bất mãn cũng không dám nói thêm cái gì hiện giờ thấy được lâm phong rất có thể chu sát thần diễm thánh tội vực tu sĩ tự nhiên là cực kỳ hưng phấn chúa tể chi nhận trong trước mắt giết đến thần diễm thánh trước người sau đó hướng phía thần diễm thánh chém giết mà đi thần diễm thánh tế ra một kiện tấm chắn hắn tay trái cầm thuẫn bài ngăn cản chúa tể chi nhận công kích khanh Chúa tể chi nhận hung hăng đánh giết tại thần diễm thánh trong tay trên phòng ngự tấm chắn mặt. Nhất thời truyền ra tới giống như kim loại cắt nhau kích mãnh liệt pha chạm thanh âm. Thần diễm thánh tấm chắn vậy mà chặn lại chúa tể chi nhận công kích. Thần diễm thánh còn chưa kịp thở dài ra một hơi đâu, thần diễm thánh liền cảm giác trong nội tâm dùng mình. Hắn muốn lướt ngang ra ngoài, thế nhưng đã đã chậm, lâm phong vô thanh vô tức xuất hiện ở thần diễm thánh sau lưng. Một quyền đánh giết ra ngoài, thần diễm thánh không kịp ngăn cản lâm phong một quyền này, hắn bị lâm phong trực tiếp đánh bay ra ngoài giữa không trung miệng lớn thổ huyết trên người xương cốt cũng bị cắt nát toàn thân pháp lực cũng bị lâm phong một quyền đánh tan chết lâm phong thần sắc hờ hứng một trưởng hướng phía thần diễm thánh đánh giết mà đi tiểu tử ngươi dám vừa lúc đó một đạo quát lạnh thanh âm bỗng nhiên vang vọng tải ở giữa thiên địa đón lấy một tên lão già từ trong hư không dẫm trận tại chỗ sau đó một trưởng hướng phía lâm phong đánh giết mà đi Cảm nhận được này tên lão già trên người tản mát ra tới khí tức về sau rất nhiều người cũng không khỏi lộ ra ngạc nhiên thất sắc biểu tình. Này tên lão già, dĩ nhiên là một tôn địa tiên cấp bậc cường giả, chương 4475, bị khốn trụ sao. Địa tiên cấp bậc cường giả thật sự là lợi hại đến cực điểm, cái này cấp bậc cường giả lâm phong cũng phải hết sức coi trọng. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng chết ở địa tiên cấp bậc cường giả trong tay. Trước mắt xuất hiện vị này địa tiên cấp bậc cường giả rất có thể là thần diễm thánh người hộ đạo người hộ đạo nói trắng ra là chính là bảo tiêu ý tứ chính là gia tộc cao tầng bên trong phái bảo hộ nhân vật trọng yếu tu sĩ nói chung như vậy lôi đài sinh tử quyết đấu người khác là không có tư cách nhúng tay tiến vào nhưng hiển nhiên đối phương sẽ không nhìn xem thần diễm thánh cứ như vậy chết ở lâm phong trong tay mà ngồi yên không lý đến cho nên này tên địa tiên cảnh giới cường giả xuất thủ công kích của hắn hết sức đáng sợ bất quá lâm phong căn bản không có ý định cùng hắn cứng đối cứng làm cái vị này điệt tiên cảnh giới cường giả công kích đánh tới thời điểm lâm phong trực tiếp thi triển ra tới thuấn gian di động cái này thần thông bá hào quang lóe lên lâm phong trong chớp mắt liền biến mất không thấy bóng dáng đợi đến lâm phong lần nữa xuất hiện thời điểm đã xuất hiện ở thần diễm thánh bên người lâm phong tay phải nhẹ nhàng vung lên một đạo kiếm khí hướng phía thần diễm thánh đầu lâu chém giết mà đi không thần diễm thánh kinh hãi kêu lên thế nhưng không ai có thể cứu xuống thần diễm thánh cũng không ai có thể ngăn cản Lâm Phong đánh chết thần Diễm Thánh. Thần Thánh quân đoàn, trắng trợn đồ sát tội huyết hậu nhân. Lâm Phong đối với thần Thánh quân đoàn, có nồng đậm đến hóa không ra lành lạnh sát ý. Hắn há có thể buông tha thần Diễm Thánh cái này đau phủ đâu này. Tiêu diệt thần Thánh quân đoàn, liền trước từ thần Diễm Thánh bắt đầu đi. Phốc, xé rách thanh âm truyền ra, tất cả mọi người liền thấy được, một cái đầu lâu phóng lên trời, viên kia đầu lâu chính là thần Diễm Thánh đầu lâu lâm phong này một đạo kiếm khí thật sự là lợi hại không riêng chỉ là đem thần diễm thánh đầu lâu chém giết xuống đến đơn giản như vậy còn phá hủy thần diễm thánh hết thảy sinh cơ cho nên khi thần diễm thánh đầu lâu phóng lên trời trong trước mắt thần diễm thánh trong thân thể tất cả sinh cơ đều đoạn tuyệt máu tươi từ chỗ cổ phun ra vô số người đều mở to hai mắt nhìn chấn động vô cùng nhìn xem một màn này thần diễm thánh thật sự bị giết chết hắn thế nhưng là thần thánh thiên vương cháu a sâu thần thánh thiên vương sủng ái cho nên thần diễm thánh bên người mới có thể đi theo một tên người hộ đạo thế nhưng hiện giờ dù cho vị này người hộ đạo xuất thủ cũng không có có thể đem thần diễm thánh cứu xuống trước mắt một màn này xác thực quá rung động lòng người bất quá điều này làm cho vô số người cảm giác được hưng phấn vô cùng thần diễm thánh đứa cháu này cuối cùng chết rồi chết tốt lắm a à, chết thật tốt quá bất quá đón lấy mọi người liền bắt đầu vì lâm phong lo lắng mọi người tự nhiên hy vọng lâm phong có thể không có việc gì thế nhưng lâm phong giết đi thần diễm thánh thần thánh quân đoàn đại quân còn có kia tôn địa tiên cấp bậc cường giả căn bản sẽ không bỏ qua lâm phong a hắn như thế nào thoát thân hẳn là phải chết ở chỗ này sao ngươi 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 giờ này khác này kia tôn địa tiên cấp bậc cường giả chỉ vào lâm phong hắn bị tức toàn thân mà run rẩy thân là thần diễm thánh người hộ đạo thần diễm thánh bị chu sát hắn khó từ nó tội trạng tiểu xúc sinh, trên trời mà, không ai có thể cứu ngươi. Cái vị này địa tiên cấp bậc cường giả phẫn nộ gầm hét lên. Trong con người nổ bắn ra lành lạnh sát ý, ô, cùng lúc đó, tiếng kèn vang vọng thiên địa, đón lấy, dậm dạp chẳng chịt thần thánh quân đoàn đại quân từ bốn phương tám hướng hướng phía Lâm Phong bao vây mà đến. Lâm Phong thì là đứng ở lôi đài phía trên, đối mặt thiên quân vạn mã, như cũ ổn thỏa như núi. Như thế khí độ, làm cho người ta bội phục đến cực điểm, bắt sống, bổn tọa muốn đem tiểu xúc sinh này tự mình đưa đến thần thánh thiên vương trước mặt, để cho thần thánh thiên vương xử lý. Cái vị này địa tiên cấp bậc cường giả thanh âm oán độc thanh âm. Giết, được mệnh lệnh về sau, thần thánh quân đoàn rậm rạp chẳng chỉ tu sĩ quân, toàn bộ hướng phía lâm phong dũng mãnh lao tới. Đối phương tu sĩ quân đều xuất động, còn có địa tiên cảnh giới cường giả như vậy, tiểu tử kia sợ là nguy hiểm a à. Thấy như vậy một màn nhất thời có tu sĩ nói, tại vô số người xem ra, giờ này khác này lâm phong quả thật có chút nguy hiểm rốt cuộc thần thánh quân đoàn bên này thế lực thật sự là quá mức tại khổng lồ hơn nữa tất cả mọi người biết thần thánh quân đoàn bên này nhất định sẽ không tiếc tất cả mọi giá bắt lấy lâm phong bởi vì thần thánh quân đoàn bên này tu sĩ nếu không phải bắt lấy lâm phong lời căn bản vô pháp hướng lên mặt nói rõ dựa vào lấy thần thánh quân đoàn tàn nhẫn quy củ đến lúc sau bọn họ sợ là cũng sẽ chịu cực kỳ nghiêm trọng trách phạt cho nên hiện tại những người này vì bắt lấy lâm phong từng cái một thủ đoạn ra hết không hề có giữ lại xuất hiện đi đối mặt với đại quân vây công lâm phong thần sắc hờ hứng, hắn vung tay lên hai đại trùng bầy nhất thời bị lâm phong tế ra hồng hoang luyện ma trùng trùng bầy phệ tiên trùng trùng bầy phô thiên cái địa đồng dạng hướng phía xung quanh những cái kia đánh giết mà đến tu sĩ bay đi đại lượng trùng bầy đem những tu sĩ kia trong trước mắt bao phủ a à, thê lương vô cùng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra rất nhiều tu sĩ thậm chí còn chưa có lấy lại tinh thần, cũng đã bị trùng bầy cắn chết. Đón lấy những tu sĩ kia liền bắt đầu vội vàng đánh ra phòng ngự quang cháo hoặc là tế ra cường đại pháp bảo để ngăn cản trùng bầy công kích. Giờ này khắc này, chú đóng ở còn lại vị trí thần thánh quân đoàn đại quân đang tại rất nhanh chạy đến. Lâm Phong biết, dựa theo hắn sức một mình muốn chống lại có được một vị địa tiên cấp bậc cường giả thần thánh quân đoàn đại quân. Căn bản không thực tế, cho nên Lâm Phong cũng không có tính toán tiếp tục ở trong đây đợi xuống dưới. Lâm Phong muốn biết tin tức cũng tìm hiểu không sai biệt lắm. Là thời điểm rời đi thần quân thành, thần thánh thiên vương đem chu, hiện tại bổn công tử trước chu thần diễm thánh. Không lâu sau về sau, tất nhiên cắt mất thần thánh thiên vương đầu chó. Lâm Phong không khỏi cười ha hả tại vô tận trùng bầy yểm hộ chi xuống. Lâm Phong rất nhanh hướng phía cửa thành phương hướng bay đi. Bởi vì thần thánh quân đoàn đại quân còn chưa tới, chỉ có đóng giữ thành lâu bộ phận thần thánh quân đoàn tu sĩ quân đến nơi cho nên này bộ phận người căn bản ngăn không được Lâm Phong. Kia tôn địa tiên cấp bậc cường giả muốn đi lên bắt Lâm Phong, thế nhưng trùng bầy thật sự là khủng bố, còn có, Lâm Phong tế ra năm chuôi thạch kiếm. Năm chuôi thạch kiếm ẩn nấp ở trùng bầy bên trong, phàm là kia tôn địa tiên cấp bậc cường giả đánh tới, Lâm Phong lập tức thúc giục thạch kiếm đối phó người này. Kia tôn địa tiên cấp bậc cường giả thiếu chút nữa bị Lâm Phong thạch kiếm đánh chết. Cho nên hắn không dám ở tiếp tục gần phía trước, kích hoạt đại trận, triệt để vây hắn kia tôn địa tiên cấp bậc cường giả quát lớn, thần thánh quân đoàn linh trận sư đem thần quân thành đại trận triệt để kích hoạt lên. Thần quân thành đại trận hình thành một cái to lớn quang cháo, đem chọn tòa thần quân thành triệt để bao phủ ở trong đó. Người ở bên ngoài vào không được, người ở bên trong cũng ra không được. Ha 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 ha, tiểu tử, người bây giờ đã là cá trong chậu, người cảm giác mình còn có thể chạy đi sao? Hôm nay người chắp cánh khó tránh khỏi, thấy được lâm phong bị đại trận vây ở thần quân thành ở trong kia tôn địa tiên cấp bậc cường giả nhất thời cười ha hả. Tại hắn nhìn, bây giờ Lâm Phong đã là một đầu vây khốn thú. Hắn muốn chơi như thế nào chết Lâm Phong, liền chơi như thế nào chết Lâm Phong. chương 4476, nhân tộc tội huyết. Không tốt, thần quân thành bị phong tỏa, tiểu tử kia bị nhốt chết ở thần quân thành ở trong, này dưới sợ là xong đời. Đúng vậy a à, hiện tại hắn bị nhốt tại thần quân thành bên trong, thần quân thành chú đóng ở từng cái phương vị thần thánh quân đoàn đại quân chạy đến về sau, thần thánh quân đoàn đại quân đó là hạng gì lợi hại. Mặc dù tiểu tử này nắm giữ lấy hai loại lợi hại trùng bầy đến lúc sau chỉ sợ cũng chỉ còn đường chết ga. Nói thật, tiểu tử này là cái nghịch thiên cấp thiên tài, chết tại đây những người này trong tay thật sự là đáng tiếc. Vô số người đều nghị luận, không ít người thậm chí đã bắt đầu vì Lâm Phong tiếc hận lên. Bởi vì bọn họ cảm thấy Lâm Phong tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Thấy được bị khốn trụ Lâm Phong về sau, hứa ý hàm không biết vì sao, vậy mà ma xui quỷ khiến nói, Sư tỷ, tên kia thật sự trốn không thoát đi sao? Chúng ta có muốn hay không giúp hắn một chút? Mộc Nhã Thi nói, không cần lo lắng, ta nghĩ hắn còn có biện pháp. Người này làm cho người ta nhìn không thấu à? Nghe được Sư tỷ Mộc Nhã Thi nói Lâm Phong có lẽ còn có biện pháp, tuy có chút lo lắng Lâm Phong, nhưng hứa ý hàm cũng chỉ tốt chìm quyết tâm tới tiếp tục chờ đợi. Nàng hướng phía xa xa nhìn lại, liền thấy được Lâm Phong trực tiếp xông về phía Thần Quân Thành Phòng ngựa quang cháo hứa ý hàm khẽ nhíu mày lâm phong phóng tới phòng ngựa quang cháo làm cái gì hiện tại tối nên làm hẳn là thừa dịp thần thánh quân đoàn đại quân tại vây kín lúc trước nhanh lên tiến vào thần quân thành nội bộ trốn suốt cuộc thần quân thành như thế khổng lồ trốn có lẽ tạm thời có thể tránh thoát đối phương tìm kiếm thế nhưng hiển nhiên lâm phong tựa hồ cũng không phải như vậy nghĩ tại hứa ý hàm xem ra lâm phong phóng tới hộ thành quang cháo đây không phải tự tìm đường chết sao hắn tại sao phải làm như vậy Hứa ý hàm trăm mối vẫn không có cách giải, thế nhưng sau một khắc, hứa ý hàm đôi mắt đẹp liền trừng lớn, bởi vì làm lâm phong đi tới hộ thành quang cháo trước thời điểm. Vậy mà dễ như trở bàn tay xé rách hộ thành quang cháo. Như thế thủ đoạn, thật sự là phi phàm, để cho hứa ý hàm nội tâm tràn ngập thật sâu rung động. Này được bao nhiêu cường đại trận pháp trình độ, mới có thể như thế nhẹ nhõm phá hủy hộ thành quang cháo. Suy nghĩ một chút, đều làm người có một loại bất khả tư nghị cảm giác A. À thế nhưng lâm phong hết lần này tới lần khác liền làm đến hơn nữa còn là ngay trước nhiều như vậy tu sĩ mặt làm được này một chút lâm phong từ dạn nước đại trận lỗ hổng chỗ đó xông ra ngoài đáng chết đáng chết nhanh lên truy không thể để cho tiểu tử kia chạy thoát kia tôn địa tiên cấp bậc cường giả thấy như vậy một màn về sau nhất thời hồn hển gào lên hắn vô pháp tiếp nhận đã chứng kiến đây hết thảy lâm phong lại muốn chạy trốn loại chuyện này ngàn vạn không thể phát sinh a à, bằng không mà nói hắn như thế nào hướng lên mặt giải thích cái vị này địa tiên cấp bậc cường giả xuất lĩnh đại quân vọt ra thần quân thành hướng phía lâm phong truy sát mà đi nhưng hiển nhiên lâm phong cũng sớm đã triệt để không có tâm hơi thần quân thành chuyện đã xảy ra căn bản vô pháp giấu diếm chuyện này như là đã mọc cánh đồng dạng rất nhanh truyền bá ra ngoài đặc biệt là thần diễm thánh chết tại tội vực bên trong đưa tới sóng to gió lớn thần thánh quân đoàn chấn thủ tội vực tội vực bên trong tu sĩ ai không e ngại thần thánh quân đoàn thần thánh quân đoàn tại tội vực ở trong tuyệt đối là không người dám trêu chọc thế lực nhưng hiện giờ thậm chí có đánh chết thần thánh thiên vương tôn tử thần thánh quân đoàn thiếu chủ đây là tại hướng thần thánh quân đoàn khiêu chiến sao đây là tại đánh thần thánh thiên vương mặt sao hơn nữa nghe nói đánh chết thần diễm thánh người hay là một tên tuổi trẻ nhân tộc tu sĩ chuyện này làm cho người ta miên man bất định giờ này khắc này tội vực bên trong từng tòa cổ thành từng tòa phổ thông thành trì thậm chí từng tòa trong trấn nhỏ mặt tu sĩ đều tại đàm luận chuyện này các ngươi nói đánh chết thần diễm thánh người kia đến cùng là người nào hắn còn nói về sau muốn chu sát thần thánh thiên vương đó thật sự là gan lớn bao trời ạ à? đúng vậy a à, chưa từng có gặp qua như thế gan lớn bao thiên người bất quá người này thực lực xác thực cường đại a à. lúc trước hắn xé rách thần quân thành hộ thành quang cháo rời đi như thế thủ đoạn thật sự là rung động nhân tâm nếu để cho hắn thời gian nói không chừng hắn thật có thể đủ tiêu diệt thần thánh thiên vương chớ trêu thần thánh thiên vương thế nhưng là chân tiên cảnh giới tu vi tiểu tử kia lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là thần thánh thiên vương đối thủ a à? không phải nói cho hắn thời gian sao tuổi trẻ chính là vốn liếng ngày sau sự tình ai nói chuẩn điều này cũng đúng các ngươi nói đánh chết thần diễm thánh tiểu tử có thể hay không cũng là tội huyết huyết mạch a à, tội huyết huyết mạch có khả năng này sao đương nhiên là có đầu tiên kẻ này cần phải chu sát thần diễm thánh sao đây chính là triệt để đắc tội thần thánh quân đoàn sự tình a tiếp theo kẻ này tuyên bố về sau còn muốn chu sát thần thánh thiên vương điều này nói rõ hắn cùng với thần thánh thiên vương hoặc là thần thánh quân đoàn trong đó là có thù hận cuối cùng hắn là nhân tộc tu sĩ hơn nữa như vậy nghịch thiên liền thần diễm thánh đều không phải là đối thủ của hắn thần diễm thánh thế nhưng là thiên nhân tộc tu sĩ a huyết mạch cường đại mà ta nghe nói lúc trước đại chiến thời điểm tiểu tử kia đã từng đối với thiên nhân tộc huyết mạch cực kỳ khinh thường mà còn tuyên bố tại tiên thiên nhân tộc huyết mạch bên trong thiên nhân tộc huyết mạch chỉ là phổ thông huyết mạch thân là nhân tộc tu sĩ cảnh giới so ra kém thần diễm thánh lại đánh chết thần diễm thánh điều này nói rõ hắn huyết mạch tuyệt đối so với thần diễm thánh còn cường đại hơn tiên thiên nhân tộc thời kỳ cổ xưa nhân tộc huyết mạch đa số đã yên lặng thế nhưng cũng không phải nói tất cả huyết mạch cũng đã yên lặng còn muốn một chút chưa từng yên lặng huyết mạch thế nhưng chút huyết mạch cũng bị định vì tội huyết, cho nên nói, ta cảm thấy được, tiểu tử kia rất có thể là tội huyết huyết mạch người sở hữu. Tại từng cái địa phương, các loại tiếng thảo luận bên tai không dứt, cũng có rất nhiều tu sĩ đang suy đoán Lâm Phong lai lịch, có người đi qua một phen phân tích về sau cảm thấy Lâm Phong là tội huyết hậu nhân. Không thể không nói, thế gian này, quả thật có một chút việc đỉnh thông minh người, Lâm Phong thân phận, thật sự bị đối phương đã đoán đúng, mà không lâu sau về sau, lệnh truy nã liền ban bố xuống đến Tội vực phía trước truy nã Lâm Phong, thế nhưng Thần Thánh Quân Đoàn vô pháp hỏa dưới Lâm Phong bức họa, bởi vì Lâm Phong khí vận quá cường đại, bất luận kẻ nào vẽ ra Lâm Phong bức họa kia phó bức họa đều biết trong nháy mắt từ đốt, sau đó hôi phi yên diệt. Bởi vậy Lâm Phong lệnh truy nã chỉ có thể dùng ngôn ngữ tới miêu tả Lâm Phong tướng mạo, thế nhưng ngôn ngữ tới miêu tả tướng mạo hiển nhiên không có bức họa như vậy có hình ảnh cảm giác, cũng rất khó làm cho người ta đi phân biệt rõ Lâm Phong ngoại trừ lâm phong bên ngoài vu thiên hải cũng bị thần thánh quân đoàn truy nã vu thiên hải bức họa là có hơn nữa họa giống như đúc mười phần tiếp cận vu thiên hải bản thân bộ dáng để cho tất cả mọi người chấn kinh chính là lệnh truy nã mặt trên ghi đến lâm phong cùng vu thiên hải là cùng đảng phàm là bắt được hai người này hoặc là cung cấp hai người này manh mối người đều biết đạt được trọng thưởng lệnh truy nã vừa ra nhất thời lần nữa khiến cho sóng to gió lớn vu thiên hải thế nhưng là ma giới tội huyết a Lâm Phong cùng Vu Thiên Hải là cùng đảng, chẳng phải là nói. Này đã có thể chứng thực Lâm Phong cũng là tội huyết sự thật. Duy nhất cùng Vu Thiên Hải bất đồng chính là, Lâm Phong không phải là ma giới tội huyết, mà là nhân tộc tội huyết. Chương 4477, Tuyết Nữ, tội vực tại truy nã Lâm Phong, chỉ là không có Lâm Phong bức họa, muốn tìm được Lâm Phong thật sự không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Đơn thuần dựa theo tướng mạo miêu tả, mặc dù gặp được Lâm Phong, đoán chừng cũng nhận thức không ra tới lâm phong là ai mà giờ này khác này lâm phong thì là hướng phía tây bắc phương hướng bay đi dựa theo lúc trước tại tô anh nhiễm chỗ đó lấy được tin tức tây bắc phương hướng khả năng có thuấn đế hậu duệ không biết có phải hay không có thể tìm đến bọn họ tây bắc phương hướng trên cơ bản không có thành phố lớn chân chính thành phố lớn trên cơ bản đều tại tội vực phía đông khu vực cùng trung bộ khu vực bất quá tây bắc phương hướng vẫn có không ít thôn chấn. Chỉ là theo không ngừng xâm nhập tây bắc phương hướng, thời tiết dần dần trở nên rét lạnh lên. Tội vực tây bắc, chính bắc, đông bắc phương hướng chính là trong truyền thuyết vùng đất lạnh giá. Bởi vì một khu vực như vậy tương đối gần bất tử giới cực bắc chi địa. Bất tử giới cực bắc chi địa bị minh mông băng sơn bao trùm lấy. Cái địa phương kia khí hậu vô cùng rét lạnh, là một chỗ ai cũng không nguyện ý đơn giản giao thiệp với địa phương. Cái địa phương kia thật sự là quá mức tại nguy hiểm. Tuy không phải là sinh mệnh khu cấm nhưng lại có thể so với sinh mệnh khu cấm, thế cho nên tới gần cực bắc chi địa mấy cái địa phương. Cũng đều là cằn cỗi chi địa, theo không ngừng xâm nhập, liền thị trấn nhỏ cũng càng ngày càng ít. Lâm Phong đi qua không ít thị trấn nhỏ, thử tìm hiểu tội huyết huyết mạch tung tích. Nhưng trên cơ bản đều không có cái gì thu hoạch, tuyết rơi, ba đầu khuê xà tại núi rừng phía trên rất nhanh phi hành. Mà Lâm Phong thì là khoanh chân ngồi ở ba đầu khuê xà đầu lâu phía trên. Tuyết rơi bay xuống xuống đến, Lâm Phong cũng không có ngăn cản bông tuyết đáp xuống trên người của mình. Phương Bắc Tri Địa, trời đông giá rét, hắn đã hơn 10 ngày chưa từng nhìn thấy bất kỳ một tòa tu sĩ tụ tập thị trấn nhỏ. Ba ngày sau, Lâm Phong rốt cục thấy được một cái trấn nhỏ, thị trấn nhỏ bên cạnh còn đứng thẳng một khối to lớn tấm bia đá. Tấm bia đá trên đó viết hai chữ, tuyết trấn, phiến khu vực này, quanh năm tuyết rơi tung bay, một năm có chừng hơn phân nửa thời gian tại hạt tuyết. Cho nên đây là tuyết trấn danh tự tồn tại tuyết chấn rét lạnh thế nhưng tu sĩ nhân số cũng không ít tuyết nữ xuất hiện tuyết nữ xuất hiện bỗng nhiên có người ở tuyết trong trấn cao giọng kêu lên được nghe tuyết nữ xuất hiện rất nhiều tu sĩ xuất động rất nhanh hướng phía trong núi rừng bay đi lâm phong tìm một nhà quán rượu sau đó chọn một bàn rượu và thức ăn trời đông giá rét một bình rượu nóng một bàn thức ăn ngon thật sự là nhân sinh một lớn hưởng thụ a đều là đi chịu chết thấy được rất nhiều tu sĩ phóng tới cổ lâm Lâm Phong bên cạnh một cái bàn mặt trên lão già lắc đầu. Tên lão già kia thật sự là quá giả nua, thân thể có chút còng xuống. Ánh mắt đục ngầu, trước người hắn trên mặt bàn mặt bày biện hai bàn ăn sáng. Một bàn dầu tạc củ lạc, còn có một bàn rau quả, không biết có phải hay không là rau dại. Sau đó một lọ nhìn xem có chút thấp kém tử, nhưng lão già uống nồng nhiệt. Lâm Phong nhìn về phía lão già, nói, lão tiền bối, một người uống rượu cỡ nào không thú vị. Nếu là lão tiền bối có hứng thú không bằng đến muộn bối nơi này, nếm thử vãn bối nơi này rượu ngon như thế nào. Lão già nghe được Lâm Phong muốn mời liền đứng lên, vừa cười vừa nói, đa tạ tiểu hữu có lời mời, lão phu từ chối thì bất kính. Lâm Phong vì lão già rót một chén rượu, đây là tốt nhất linh tử, dung nhập mấy trăm loại giá trị ngẩng cao tài liệu nhưỡng tạo mà thành. Không phải là phổ thông tử thủy có thể mà so sánh với nhau. Lâm Phong vì lão già rót một chén rượu, lão già tinh tế thưởng thức một ngụm, sau đó chật 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 miệng, một bộ dư vị vô tận biểu tình vãn bối lâm phong còn chưa từng thỉnh giáo tiền bối xưng hô như thế nào lâm phong hỏi tiền bối hai chữ không dám nhận lão phu gọi là bạch liên sơn chỉ là một tên kẻ vô tích sự tán tu mà thôi lão già nói lâm phong cười cười nói tiền bối quá khiêm nhượng tiền bối chúng ta đừng chỉ uống rượu cũng nếm thử những thức ăn này đồ ăn nhìn xem có phải hay không hợp tiền bối khẩu vị hôm nay lão phu dính tiểu hữu quang a lão già cười cười lập tức dùng chiếc đúa gắp lên một khối dao long thịt nồng nhiệt bắt đầu ăn lâm phong liền kính lão già ba chén rượu lão già uống cao hứng liền cùng lâm phong không chỗ nào không nói chuyện hàn huyên một phen giao lưu về sau lâm phong rồi mới biết lão già tại đây tòa trong trấn nhỏ lạ mặt sống thật lâu cho nên đối với rất nhiều sự tình đều so sánh rõ ràng một chút lâm phong hỏi thăm lão già đến cùng ở chỗ này sinh hoạt đã bao lâu bởi vì lâm phong thật sự là cảm ứng không ra tới đây tên lão già cụ thể tuổi tác nhưng lão già cũng chỉ là cười mà không nói lúc trước tiền bối nói những cái kia đi tìm tuyết nữ người đều là đi chịu chết bọn họ tìm kiếm tuyết nữ chẳng lẽ là tuyết nữ tộc tu sĩ sao lâm phong bất động thanh sắc mà hỏi tuyết nữ tộc là một cái thập phần thần bí chủng tộc năm đó lâm phong tại thiên võ đại lục thời điểm cùng tuyết nữ tộc từng có một chút cùng xuất hiện tin đồn tuyết nữ tộc là không có nam tử tuyết nữ tộc tộc nhân toàn bộ đều là nữ tử hơn nữa tuyết nữ tộc tộc nhân từng cái một sinh mỹ lệ như tiên chỉ là tính tình của các nàng băng lãnh, mỗi một vị tuyết nữ, tại ba ngàn tuổi thời điểm, đều biết ra ngoài rèn luyện. Rèn luyện sau khi chấm dứt, bọn họ sẽ phản quay về tuyết nữ tộc tộc địa, qua sau một khoảng thời gian, sẽ đi đến Thánh Sơn, uống Thánh Sơn bên trong Thánh Thủy, đản xem tự. Cái này chính là tuyết nữ tộc nối dõi tông đường phương pháp. Lâm Phong cùng tuyết nữ tộc thiên phiêu tuyết chỉ thấy có một chút cùng xuất hiện, đã từng thậm chí sản sinh qua một chút ái muội Thế nhưng, loại này ái muội tiếp tục thời gian cũng không dài, về sau Lâm Phong không còn có gặp qua thiên phiêu tuyết. Hiện tại cũng không biết thiên phiêu tuyết thế nào, lão già nói, nơi này chỗ nói tuyết nữ, cũng không phải tuyết nữ tộc tộc nhân. Nơi này chỗ nói tuyết nữ, nói đúng ra, hẳn là xưng là tuyết yêu. Tuyết yêu, Lâm Phong mười phần kinh ngạc nhìn về phía lão già, lão già thần sắc ngưng trọng gật đầu, nói, về tuyết yêu tồn tại, muốn ngược dòng tìm hiểu đến lớn khái hơn một vạn năm trước lúc đó có không ít mạo hiểm giả tiến vào chỗ sâu trong núi rừng tìm kiếm cơ duyên nghe nói có người gặp được một tên mỹ lệ động lòng người nữ tử cô gái kia sẽ câu dẫn nam nhân thế nhưng phàm là bị cô gái kia câu dẫn nam tử cuối cùng cũng bị cô gái kia ăn hết cô gái kia chính là tuyết yêu tuyết yêu ngay từ đầu không có cường đại như vậy nhưng theo thời gian trôi qua tuyết yêu thôn vệ người càng ngày càng nhiều mà tu vi cũng trở nên càng ngày càng lớn mạnh bất quá nữ nhân kia xác thực xinh đẹp năm đó ta đã từng xa xa đã từng gặp nàng dung nhan tuyệt thế có lẽ là bởi vì người khác không muốn đem như thế mỹ lệ nữ tử cùng yêu liên hệ tới cho nên tuyết nữ chi tên liền dần dần lưu truyền ra tới nguyên lai like như thế lâm phong gật gật đầu lập tức hỏi như vậy cái này tuyết nữ là từ nơi nào mà đến lão già lắc đầu nói không có ai biết tuyết nữ lai lịch nàng đột nhiên xuất hiện thường ngày ẩn núp cũng tương đối sâu mà chỗ sâu núi rừng nguy cơ tứ phía cho nên nói Tuyết nữ nếu không phải ra ngoài lời, mọi người cũng không dám tiến đến tìm kiếm tung tích của nàng. Chương 4478, Tuyết Linh cốt hỏa. Mọi người tìm kiếm Tuyết nữ là vì cái gì? Lâm Phong nghi ngờ hỏi. Tuyết nữ rất đẹp, nhưng nữ nhân xinh đẹp nhiều, cho nên Lâm Phong tự nhiên sẽ không cho là nhiều người như vậy tìm kiếm Tuyết nữ manh mối, là vì Tuyết nữ quá đẹp. Thực lực cường đại tu sĩ muốn tìm nữ nhân xinh đẹp, kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Bởi vì nghe nói tuyết nữ nắm giữ lấy tuyết linh cốt hỏa như vậy thiên hỏa, cho nên những người kia đều muốn giết chết tuyết nữ, cướp đoạt tuyết nữ thiên hỏa. Lão già tiếp tục nói, nghe vậy, Lâm Phong không khỏi chấn động, tuyết linh cốt hỏa, cái này Lâm Phong thật sự là nghe nói qua. Tại rất nhiều thiên hỏa bên trong, tuyết linh cốt hỏa sắp xếp tên 30. Tại thiên hỏa bên trong ở vào trung bình trình độ, bất luận một loại nào thiên hỏa, cũng không thể lấy sắp xếp tên để phán đoán thiên hỏa giá trị. Đương nhiên, tương đối mà nói, thiên hỏa sắp xếp tên càng cao uy lực càng cường đại thế nhưng thiên hỏa bản thân vốn có năng lực là không đồng dạng như vậy tỷ như tử diễm địa tâm hỏa như vậy thiên hỏa đối với tu sĩ linh hồn tổn thương so sánh nghiêm trọng tỷ như hắc diễm phệ thần hỏa như vậy thiên hỏa trực tiếp thôn phệ đối phương tới gia tăng thực lực của mình mà tuyết linh cốt hỏa như vậy thiên hỏa nghe nói có thể đóng băng thiên địa không sai chính là đóng băng thiên địa đừng tưởng rằng thiên hỏa đều là nóng bỏng thuộc tính Kỳ thật loại này lý giải là sai lầm, thiên hỏa bên trong, có một chút thiên hỏa, là rét lạnh thuộc tính. Tỷ như tuyết linh cốt hỏa chính là như vậy thiên hỏa. Kỳ thật Lâm Phong còn nắm giữ lấy một chút cái khác thiên hỏa tin tức. Tỷ như sắp xếp tên thứ năm cực âm ma hỏa, nhưng hiện tại Lâm Phong tạm thời còn tìm không được như vậy thiên hỏa. Còn có long xà diễm nhật hỏa như vậy thiên hỏa, sắp xếp tên thứ 22, Lâm Phong tạm thời cũng không có có thể tìm đến, bất quá lâm phong có long xà diễm nhật hỏa cùng cực âm ma hỏa manh mối lâm phong hiện tại đã luyện hóa sáu loại thiên hỏa hắn tự nhiên muốn luyện hóa càng nhiều thiên hỏa không biết tuyết nữ tình huống bên kia thế nào bất quá dựa theo lão già chỗ nói tuyết nữ vô cùng cường đại những người kia căn bản không đối phó được tuyết nữ tạm thời không cần lo lắng tuyết linh cốt hỏa bị người đoạt đi tiền bối ở chỗ này cư ngụ lâu như thế có hay không nghe nói qua thuấn đế hậu nhân tin tức lâm phong nhìn về phía lão già hỏi lão già cả kinh sau đó hướng phía bốn phía quan sát phát hiện không có ai chú ý bọn họ rồi mới thở dài ra một hơi nói thuấn đế hậu nhân thế nhưng là tội huyết huyết mạch người hỏi tin tức của bọn hắn làm cái gì cái chỗ này có thần thánh quân đoàn người phân bố cẩn thận bị bọn họ biết đến lúc sau ăn không hết túi đi lâm phong hạ giọng nói chỉ là thuận miệng vừa hỏi không biết tiền bối có hay không biết được ta nghe nói trong nhiều năm trước thuấn đế hậu nhân tựa hồ bị thần thánh quân đoàn người tìm được sau đó thuần đế hậu nhân cũng bị chu diệt. Lão già nhỏ giọng nói, cái gì, lâm phong tay hơi hơi run lên, đón lấy, trong con người xuất hiện lành lạnh sát ý. Hắn hiện tại, quả thật lửa giận thao thiên, quả thật sát ý thao thiên, chưa trừ diệt mất thần thánh quân đoàn, thật sự là uổng làm người. Tiểu huynh đệ, tội vực không thể so với địa phương khác, tại tội vực bên trong, nhất định phải điệu thấp làm người, như vậy mới có thể sống lâu một chút. Lão già ý vị sâu dài nói vãn bối vẫn luôn là một cái tương đối là ít nổi danh người. Lâm Phong nói, lão già thì là cười cười, sau đó hai bên lần nữa bắt đầu uống rượu, hai người rất có gặp nhau hận muộn ý tứ, uống được buổi tối rồi mới rời đi quán rượu, tiểu huynh đệ, người có chỗ ở không, nếu là không có chỗ ở lời, có thể đến lão phu chỗ đó chấp nhận chấp nhận. Lão già nhìn về phía Lâm Phong vừa cười vừa nói, vậy vậy làm phiền tiền bối, Lâm Phong ôm quyền, hắn cũng không có từ chối lão già bởi vì hắn xác thực không có chỗ ở, đi lão già nơi đó là một cái lựa chọn tốt, Lâm Phong đi theo lão già đi tới lão già chỗ ở. Lão già chỗ ở là nhỏ trấn đông nam góc một cái tan hoang tiểu viện. Lão nhân đi đến lão già chỗ ở về sau, uống rượu uống được đêm khuya, Lâm Phong được xưng ngàn chén không say, nhưng là uống đầu óc choáng váng. Ngày mai buổi sáng khi tỉnh lại, phát hiện tuyết đã ngừng. Trên mặt đất tuyết động rất dày, Lâm Phong ý định rời đi, hắn muốn đi trong núi rừng nhìn xem, có hay không có thể có chỗ thu hoạch. Tiểu huynh đệ, cầm lấy vật này, lão già đem một kiện đồ vật giao cho Lâm Phong, Lâm Phong kết quả lão già giao cho đồ đạc của hắn. Lâm Phong phát hiện là một cái đứa đầu đất, đây là cái gì? Lâm Phong hỏi, đây là gỗ đào điêu khắc mà thành, dùng để chư ta. Lão già nói, Lâm Phong gật gật đầu, lập tức cáo từ rời đi. Đợi đến Lâm Phong sau khi rời khỏi, một cái cửu vĩ hồ ly từ bên ngoài chạy vào. Sau đó này cử vĩ hồ ly biến thành một tên nhìn xem chỉ có 11-12 tuổi trái phải tiểu la lị. Dài 10 phần xinh đẹp, tội huyết hậu nhân, tiểu la lị nói, vâng, lão già gật gật đầu. Nghe nói đoạn này thời gian, thần thánh thiên vương tôn tử thần diễm thánh bị một tên người trẻ tuổi tộc tu sĩ đánh chết. Hiện tại thần thánh quân đoàn đang tại truy nã kia tên người trẻ tuổi tộc tu sĩ, hẳn là kia tên người trẻ tuổi tộc tu sĩ, chính là tiểu tử này hay sao? Tiểu la lị kinh ngạc nói, lão già nói, hẳn phải là hắn vì sao phản ứng đến hắn. Nói như vậy bất định sẽ gây thêm rắc rối, chúng ta chỗ việc cần phải làm, không thể xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Tiểu La Lị lập tức nói, thanh âm đã có chút lạnh nhưng lên. Lại nói tiếp, những cái này tội huyết tổ tiên, năm đó cùng chúng ta yêu tộc tổ tiên, quan hệ coi như không tệ. Tiểu tử này nghĩ đến đi tìm tuyết nữ, sau đó cướp đoạt tuyết nữ tuyết linh cốt hỏa, hoàn toàn chính là tự tìm chết ha, nhìn tại hắn tổ tiên trên mặt mũi, liền quyền làm giúp hắn một chút ha. Lão già nói nghe được lão già nói như vậy tiểu la lị tuy nhíu mày nhưng là không nói thêm gì đại nhân lúc nào đến lão già hỏi còn cần chờ đợi một đoạn thời gian bất quá đại nhân cũng nhanh nên xuất quan tiểu triệt la lị nói hy vọng chúng ta có thể thành công lão già hít sâu một hơi nói mưu đồ vài vạn năm thời gian nhất định có thể thành công tiểu la lị nói nàng lời nói này càng giống là đang khích lệ lời của mình lâm phong tự nhiên không biết hắn đi về sau một cái cửu vĩ hồ ly sẽ xuất hiện tại lão già trong đình viện. Lâm Phong cũng không biết lão già thân phận, tiến vào trong núi rừng, Lâm Phong liền rất nhanh hướng phía chỗ sâu trong bước đi. Này mảnh núi rừng, gọi là cực hàn cổ lâm, nghe nói một mực kéo dài đến cực bắc chi địa, cực kỳ khổng lồ, cực hàn cổ lâm khả là một chỗ mười phần địa phương nguy hiểm. Nơi này hung thú hoành hành, hơn nữa còn có rất nhiều đáng sợ cấm chế, hơi không cẩn thận là được có thể chết tại cực hàn cổ lâm bên trong. Lâm Phong một đường xâm nhập, 10 ngày sau, chỗ sâu trong truyền đến kịch liệt ba động, Lâm Phong cũng đã bị kinh động, hắn rất nhanh hướng phía chỗ sâu trong bay đi, xa xa Lâm Phong liền thấy được, mấy trăm tên tu sĩ, đem một tên đầu đầy tóc bạc nữ tử bao vây lại. Lâm Phong đồng tử hơi hơi co rụt lại, kia tên tóc bạc nữ tử, hẳn là chính là tuyết nữ sao. chương 4479, Thần Tông Đạo Tóc bạc nữ tử tư thái thướt tha mềm mại, nàng mặc lấy một thân áo trắng, phối hợp đầu kia tóc bạc để cho nàng nhìn xem tràn ngập một loại thần bí cảm giác tóc bạc nữ tử tu vi tự nhiên không cần nhiều lời tuyệt đối cường đại vô pháp tưởng tượng mặc dù đối mặt với mấy trăm tu sĩ vây công như cũ mặt không đổi sắc tuyết nữ chúng ta vô ý tổn thương tính mệnh của ngươi nếu ngươi là giao ra tới tuyết linh cốt hỏa lời chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết có tu sĩ quát lạnh lên tiếng muốn để cho tuyết nữ đi vào khuôn khổ tuyết nữ quả nhiên là tuyết nữ lúc trước lâm phong suy đoán cô gái này là tuyết nữ hiện tại xem ra cô gái này quả nhiên chính là tuyết nữ nhưng hiển nhiên những người này muốn để cho tuyết nữ ngoan ngoãn giao ra tới tuyết linh cốt hỏa đây là căn bản chuyện không thể nào loại chuyện này nếu đổi lại là ai cũng sẽ không đáp ứng nếu là đổi thành lâm phong lâm phong cũng sẽ không đáp ứng cốt hoặc là chết tuyết nữ lạnh lùng nói rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cùng tiến lên tiêu diệt tuyết nữ có tu sĩ quát lớn giết đón lấy một đám tu sĩ nhao nhao hét lớn lên tiếng sau đó hướng phía tuyết nữ rất nhanh vây giết mà đi lâm phong không khỏi có chút lẩm bẩm lúc trước bạch liên sơn không phải nói tuyết nữ sẽ câu dẫn tu sĩ sao thấy được tuyết nữ kia lạnh lùng như băng bộ dáng này như là sẽ câu dẫn nam nhân nữ nhân sao xem ra các loại tin đồn không thể hoàn toàn thật đúng a à. đóng băng thiên địa tuyết nữ âm thanh băng lãnh truyền ra đón lấy xung quanh nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống những tu sĩ kia thân thể cũng bị đông lạnh được lạnh run lên. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều tu sĩ bắt đầu biến thành một cái thân hình băng côn. Tuyết nữ thủ đoạn xác thực hết sức cường đại. Chuyện của tôi chấm vn những cái kia bị băng phong tu sĩ thân thể thì là trực tiếp nứt vỡ. Chết thảm tại chỗ, nhưng không phải là tất cả mọi người bị tuyết nữ đóng băng, còn có rất nhiều tu sĩ chưa từng bị tuyết nữ đóng băng. Bọn họ thần thông, hoặc là pháp bảo, thì là đi tới tuyết nữ trước người, sau đó hướng phía tuyết nữ đánh giết mà đi vạn tuyết quốc gia, tuyết nữ lần nữa thi triển ra tới một môn lợi hại thần thông, tại phía sau của nàng, hiện ra tới một tòa cổ xưa quốc độ. Này tòa cổ xưa quốc độ, chính là một tòa tuyết rơi tung bay ngân sắc quốc độ. Trong núi rừng, cung điện phía trên, trên cỏ vân vân địa phương, cũng bị tuyết rơi bao trùm lấy. Cái địa phương kia, một năm 365 ngày đều tại tuyết rơi. Cái địa phương kia tuyết, vĩnh viễn sẽ không ngừng xuống đến. Vạn tuyết quốc gia, nhẹ nhàng chấn động, trong nháy mắt, Uy lực khủng bố nhất thời tràn ngập mà ra. Một tên tên tu sĩ thần thông bị nứt vỡ, một tên tên tu sĩ pháp bảo bị đánh bay ra ngoài. Như thế tình huống đối với xung quanh những tu sĩ kia mà nói, tự nhiên là cực kỳ không ổn. Phanh, 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 đón lấy một tên tên tu sĩ cũng bị Vạn Tuyết Quốc gia chấn bay ra ngoài. Những cái kia bị Vạn Tuyết Quốc gia đánh bay tu sĩ thương thế cũng không giống nhau dạng. Có người trực tiếp bị đánh chết, có người thương thế so sánh trọng có người thương thế thì là tương đối nhẹ. Tuyết nữ thần thông thật đúng là lợi hại, lúc này mọi người cũng phát hiện tuyết nữ không dễ chọc. Nữ nhân này, xa xa so với trong tương tượng còn khủng bố hơn nhiều. May mắn còn sống sót tu sĩ cũng không dám tiếp tục ham chiến xuống dưới. Nhao nhao hướng phía bốn phía chạy trốn, mà vừa lúc này, trong hư không, một đạo óng ánh trói mắt ma quang chiếu dọi thế gian. Đón lấy, đạo kia ma quang từ trên trời giáng xuống trong chớp mắt xé rách tuyết nữ ngưng tụ vạn tuyết quốc gia. Sau đó đạo kia ma quang hướng phía tuyết nữ đánh giết mà đi. Tuyết nữ đột nhiên cả kinh, xuất thủ người, tuyệt đối là một tôn khủng bố đến cực điểm tồn tại. Cái vị này tồn tại chiến lực, tất nhiên vô cùng nghịch thiên, bằng không mà nói, cũng không có khả năng phá vỡ nàng thần thông. Hào quang lóe lên, tuyết nữ trong tay xuất hiện một kiện bảo bối, đây là một chuôi hàn nguyệt sao găm. Tuyết nữ cầm trong tay hàn nguyệt sao găm, bay thẳng đến ma quang đánh giết mà đi. Khanh, sau một khắc, tuyết nữ trong tay hàn nguyệt sao găm cùng ma quang đụng đụng vào nhau, truyền ra tới trời dung đất chuyển âm vang va chạm thanh âm. Đạo kia ma quang thì là hiện ra bản tôn, cũng không phải một đạo chân chính ma quang. Chính là một người tu sĩ biến thành mà thành, kia tên tu sĩ, cầm trong tay một chuôi âm trầm khủng bố ma đao. Thần tông đạo, thần thánh thiên vương đệ đứa con thứ bảy, người này thế nhưng là thiên tiên cảnh giới cường giả, nguyên bản chính đang chạy trốn những tu sĩ kia thấy được cầm trong tay ma đao đối với tuyết nữ triển khai công kích tu sĩ về sau nhất thời kinh hô lên. Thần thánh thiên vương còn nối dõi rất nhiều, đa số đều tại thần thánh trong quân đoàn nhậm chức, cường đại nhất ba cái tên tự đều là chuẩn chân tiên cảnh giới cường giả. Tại thần thánh trong quân đoàn đảm nhiệm phó quân đoàn trưởng chức vị, thủ hạ cao thủ rất nhiều. Thần tông đạo tuy so ra kém hắn mấy vị huynh trưởng, thế nhưng thần tông đạo tu vi cũng vô cùng khủng bố. Thần tông đạo tiên ma đồng tu. Thần Thông Quảng Đại, mặc dù mọi người đối với Thần Tông Đạo không có cái gì ấn tượng tốt, nhưng giờ này khắc này, mọi người mục tiêu a à đều là Tuyết Nữ, bởi vậy, những cái kia chạy trốn tu sĩ, thấy được Thần Tông Đạo về sau lại lập tức quay người, ý định cùng Thần Tông Đạo liên hợp lại vây công Tuyết Nữ. Tuyết Nữ thực lực tuy cường đại, thế nhưng đối mặt với Thần Tông Đạo cùng nhiều cường giả như vậy vây công, tình huống tự nhiên cũng là có chút không ổn. Bà mẹ nó, đủ vô sỉ a à. Thấy được nhiều như vậy tu sĩ vây công Tuyết Nữ Lâm Phong cũng không khỏi không lời nói. Tuy Lâm Phong cũng rất muốn đạt được Tuyết Linh Cốt Hỏa như vậy thiên hỏa. Có thể Lâm Phong ý nghĩ là thử cùng đối phương tiến hành đàm phán, lấy ra đối phương động tâm đồ vật, sau đó tới trao đổi. Lâm Phong ngược lại chưa bao giờ nghĩ tới giết chết đối phương, cướp đoạt đối phương Tuyết Linh Cốt Hỏa. Đương nhiên Lâm Phong lúc trước giết qua Thiên Yêu Hoàng chi tử, từ Thiên Yêu Hoàng chi tử chỗ đó giành được Hắc Diễm Phệ Thần Hỏa. Nhưng đó là bởi vì Lâm Phong cùng Thiên Yêu Hoàng chi tử có không hóa giải được cừu hận. Hắn cùng với Tuyết nữ không có cái gì cừu hận, tự nhiên sẽ không chọn dùng đối phó Thiên Yêu Hoàng chi tử phương pháp đối phó Tuyết nữ nha. Nhưng người khác dùng phương pháp gì đối phó Tuyết nữ, liền không phải Lâm Phong có thể quản. Tuyết nữ tại một đám tu sĩ vây công chi dưới liên tiếp bại lui. Những người này ý nghĩ rất đơn giản, tiêu diệt Tuyết nữ về sau lại cướp đoạt Tuyết Linh cốt hỏa. Tuy tu vi của bọn hắn so với Không Thượng Thần Tông nói thế nhưng một số người cũng cất giấu một chút đặc biệt thủ đoạn nếu là có thể cướp được tuyết linh cốt hỏa những tu sĩ kia có lòng tin thuận lợi chạy thoát cho nên cũng không lo lắng bị người khác đánh chết ở chỗ này thần tông đạo ẩn núp đến tuyết nữ sau lưng lại là một đao hướng phía tuyết nữ chém giết mà đi tuyết nữ quay người nghinh tiếp mà đi trong tay nàng hàn nguyệt giao găm cùng thần tông đạo ma đao lần nữa đụng đụng vào nhau một kích này va chạm về sau tuyết nữ rốt cuộc không kiên trì nổi bị thần tông đạo trực tiếp đánh bay ra ngoài mà những người còn lại pháp bảo cũng nhao nhao đánh giết mà đến tuyết nữ tuy tế ra phòng ngự pháp bảo ngăn cản đối phương những cái kia pháp bảo công kích thế nhưng là nàng như cũng nhận lấy thật lớn tổn thương nàng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi phòng ngự pháp bảo cũng trở nên ảm đạm vô quang chết thần tông đạo thần sắc hờ hứng nhân đao hợp nhất hóa thành một đạo óng ánh trói mắt đao mang trong chớp mắt giết đến tuyết nữ trước người muốn đem tuyết nữ một đao chém thành hai khúc